ho mà muốn ói luôn là biết không, bệnh nặng lắm nè. Trời đất ơi, sao tội nghiệp quá vậy nè. Khi tôi chụp á, chị làm ơn đừng có ói nha, kỳ lắm nha. Dạ. Tôi đếm chị đừng ói, ráng nằm thôi. Dạ. Rên thôi. Dạ. Này không có thu tiếng nha. Dạ dạ. 2, 3. Rồi. Cảm ơn chị. Trời ơi. Bởi vì thấy chưa, bây giờ mình nhìn lên á thì mình thấy nhiều cái nó tốt đẹp, nhiều cái người ta giàu có lắm. Nhưng mình thử mình nhìn xuống đây, đó, bao nhiêu cảnh đời vậy nè. Tội nghiệp không? Con cái đâu không có rồi để nằm ở ngoài đường vậy nè. Đã khổ rồi, đi đua xe chi cho té chạy mặt hết vậy. Dạ con ơi, em bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư hả? Dạ. Giai đoạn cuối mà sao nhìn thấy còn khỏe quá ha. Dạ yếu lắm, giờ nằm đây chứ đâu có đi được đâu anh ơi. Anh cứu em với, giúp em nha anh ơi. Thôi được rồi, được rồi. Hôm nay là tôi đi làm dạ. Cái chuyến công tác từ thiện nên là từ từ để tôi hỏi thăm từng người. Ông anh bị cái gì vậy? Dạ, tật nguyền từ nhỏ. Cái này là giống như bị tai biến á. Dạ, không phải, bị tật từ nhỏ. Từ nhỏ luôn hả? Bị kinh phong giật, bị luôn. Bị luôn tới giờ luôn hả? Nay ông anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, gần 50 rồi. Trời đất ơi, nhìn gần 50 mà tưởng đâu 70 mấy không á. Chú có cho thì cho, chứ chú nói nhiều quá mệt quá. Không thì tôi tới đây tôi nói cho ông anh tôi giới thiệu, tôi đang đi làm từ thiện cho mảnh đời cơ nhỡ, những cái mảnh đời như ông anh vậy đó. Yeah. Nhưng mà cũng phải tìm hiểu, thấy không, để mà mình làm, tại từ thiện phải làm đúng chỗ mới ý nghĩa được. Yeah. Nhiều khi ông anh giả thì sao tôi biết được, đúng không? Đó, trời ơi, đâu có ai mà đi giả chi chú ơi. Vậy hả? Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Tôi cũng có mới quà ở đây, thấy không? Dạ. Cho tôi 5.000 thôi, 5.000 thôi. 5.000. Tay này mới đủ nè. Tay này có 3.000. Tay này mới đủ 5.000 nè. Khỏi chống đi chứ, để hồi té. Để chống này biết 5.000, nói là biết 5.000 rồi. Rồi bà chị có muốn, có cần cái gì không? Dạ cần tiền là chính, cho quà là phụ thôi, quà không có dùng được. Nói này nè. Chú không cho tôi cũng được, chú giúp cho bà nhiều nhiều đi. Tôi xin anh 5.000 chứ chú cho bà 5 triệu. Để ông anh cầm 5.000 đỡ đi. Nghe không? Cảm ơn ông anh. Chúc ông anh nhiều may mắn, thành công trong công việc làm ăn. Để ông anh đi lo chuyện xã hội. Rồi. Lo chuyện bao đồng. Ra lo chuyện giúp người. Đó, nói vậy sao được. Bây giờ nè chụp cho ông anh cái coi. Nghe không? Để tôi chụp đây, để tôi đưa lên Facebook. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nó hay làm vậy á mà. Nhưng mà cái ngón này đưa lên kỳ lắm, người ta không hiểu gì hết á. Đưa ngón này, đó, vậy đây, cái này úp vô đây. 2, 3. Đó. Bây giờ tại tôi chụp tôi đưa lên Facebook á, để tôi kêu gọi mọi người, người ta chung tay góp sức vô nữa, thấy không? Dạ, cảm ơn ông anh. Rồi đây. Chị ung thư phải không? Dạ. Thời kỳ cuối đúng không? Dạ. Tôi tặng chị hộp quà này nè. Quà cáp nó không có thực tế bằng tiền bạc chú ơi. Bà ơi, người ta cho mà, người ta nói của cho lấy mo đựng, bà cứ lấy đi. Đúng rồi. Tôi có lòng. Tôi đâu có dùng được mấy cái đồ ăn này đâu, tôi chỉ cần đâu tiền. Có biết là đồ gì lỡ ra đây đi, chị cứ mở ra. Còn cái thằng quỷ này sao nhờ nó tới nó chụp hình mà nó đâu mất tiêu rồi, nó chụp để nó bia mình mà nó đâu mất tiêu rồi. Thứ ba mới về. À, con nào nú. Nãy giờ hai anh chị có gọi điện không vậy? Có điện thoại nhắn tin gì đâu, hai đứa nữa biết tụi đây nó tới à? Dạ không, khu vực này là tập đoàn mà. Nú. Tập đoàn cái bang đang ở đây hả? Không có quen nhau, hoàn cảnh cơ nhở ra đây ngồi hết à. Ở đây gọi là cái xóm cái bang đó chú ơi. Nó này, nó mị năm, mị liếc luôn. Là gì?
Mày dịch coi. Mày đi chung nó mày biết hiểu tiếng nó mày dịch coi. Dịch đi con, sao con? Nó nói gì con? Nó nói nhú ơi nhú. Nó 5 ngàn hả? Không, cho nó 5 hộp giống vậy. Hai cái người này tôi nghi là có cái liên kết gì với nhau này. Không có ngồi. Thằng này nó đi chung mà nó nói thằng này không hiểu. Mà sao ông ngồi đây mà ông quên? Nó đi chung nhưng mà tại nó nhỏ quá nó không hiểu. Còn con này tôi nói chuyện đó, hồi đó tôi có học về cái mà ra dấu của người khuyết tật. Rồi thôi nè. Mà sao nó biết tôi có 5 hộp quà hay ha? Chia ra, ổng kêu chia ra. Không, chú không có lấy. Cứ chia ra đi. Rồi. Nú. Nú hai, nú nói chuyện với con à. Con nói nú nghe. Tuổi thơ và ước mơ của con đã bị bóp nát. Trời ơi, nó mặc cái áo minh họa luôn à. Hay ha. Tội nghiệp quá con. Chú ơi cháu, chú chơi gì mà chú chơi cà chớn hay chú phát quà mà không có quà, có cái hộp không vậy? Hết rồi. Trời ơi, nó chơi mắc dài quá. Không. Cái quà đây là hình thức thôi. Chứ không có quà. Là mang tính chất minh họa thôi. Hộp. Trong 5 hộp nó phải có 1 hộp có. Thấy không? Cứ vui đi. Không có nào có hết trơn à. Có quà. À, chú ơi chú. Năm hộp nó có 1 hộp có. Không có. Hộp cuối cùng có đó. Dạ. Dạ. Sao con? Con cha mẹ con đâu? Con mồ hôi cha mẹ. Chết hết rồi hả? Dạ. Trời hoàn ơi. Cảnh nó khổ lắm. Trời ơi. Dạ, quà đó. Quà quá rồi ai ăn ai nhịn. Bây giờ ung thư thời kỳ cuối là ưu tiên ăn trước đi. Trời cha nội, ung thư mà ăn chuối cho nó đuối luôn hả ông nội? Không phải. Tại chị á, nhiều khi chị bệnh, cái kiến thức chị nó không có trỗi dậy nên chị không có hiểu. Chuối này á, là nó đầy đủ. Cái này là gia tài của ông đó hả? Không phải, nó đầy đủ chất vitamin ở trong này. Nó sẽ hỗ trợ cho calo cho chị cả một ngày. Hôm nay chị nằm đây chị không mệt. Không, cứ ăn vô đi. Ông anh. Tôi nghe nói á, mấy người. Tôi nói cho nè. Làm như có quen nhau rồi ta. Không phải, bà trước sau gì cũng chết. Có ăn cái chuối này rồi bà cũng chết. Bà cần tiền hơn. Chuối này nó nhiều chất bổ, chú ăn đi, chú lấy sức khỏe đặng chú lo cho những người khổ như tụi tôi. Tôi nghe nói ăn chuối nó mọc tóc dữ lắm, ăn đi cho tóc nó mọc. Thôi thì bây giờ ăn chuối là không mọc tóc. Nếu ăn chuối mọc tóc tôi đâu có gửi tặng chị. Thôi được rồi, nếu không nhận cái phần này, thấy không? Cái này là chủ yếu là muốn bồi bổ sức khỏe cho chị thôi. Thấy không? Còn cái chuyện tiền bạc á, lát tôi sẽ xin. Tôi xin cái tài khoản ngân hàng của mấy người tôi gửi vô. Trời ơi. Ông này cũng có tài khoản đó trời. Không cảm bị gì bây giờ ra đường. Không, ông có tài khoản rồi tôi mượn ông. Cái thẻ nhà băng ông đâu? Đó, thấy chưa? Có mà thấy không? Không có, làm gì có. Từ xưa tới giờ chưa biết cái nhà băng là bây cái giờ gì. Vậy cái tai gãi mà còn chưa băng mà. Cả đúng nhà ơi. Nếu ấy là băng hết rồi trả lại cho ông nè ông nội ơi ông nội cho không, ông không có thực tế khoan cứ ở đây bình tĩnh đi còn những cái còn tôi sẽ gì? Còn cái này là cái quà này là quý nhất luôn tôi gửi tặng. Trời ơi nhìn ổng tôi tưởng Bạch Công Tử mà nãy giờ ông cho cái gì đó cũng giống như là nỗi thơ và ước mơ của con đã bị bóp nát rồi. Bị bóp nát tao biết rồi khỏi nói. Con mồ môi ma mẹ rồi mà con bị bệnh trong đầu người ta kêu là bệnh tiểu năng. Mà con mê học lắm. Con thích đi học, con đam mê học. Con học quá trời, học lớp 1, học 7 năm trời vẫn học lớp 1. Nhưng bây giờ con vẫn muốn đi học. Chú, con thấy chú thương người. Chú hỗ trợ tài năng cho con đi, cho con đi học. Cái gì mà học bán vàng hay bán kim cương gì đó. Hỗ trợ cho con thì. Bây giờ chú hỏi con lần nữa. Dạ. Con cha mẹ con bỏ con hay là con bỏ cha mẹ con hay như thế nào con phải cho hoàn cảnh cho chú biết để chú lo cho con chứ. Sơ yếu lý lịch mà không có giấy mày cứ nói thoải mái đi cũng cho 5 ngàn thôi à. Đúng
Thu ơi, lúc mà con sinh ra là con chỉ có cái áo này quấn trong người thôi. Không, còn có 5.000 là may đó. Tôi chảy máu ung thư giai đoạn cuối mà cho 5 cái hộp không có mẹ gì trong này. Thấy chưa? Tôi nói chưa? Đâu? Để khoan, để chú chụp hình với con cái, để chú đưa lên Facebook chú nói cái tình hình của con, cái khổ người tôi của con. Đó rồi. Con biết sao? Dạ sao nó? Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói mọi người thấy chưa? Tại sao có những người làm cha làm mẹ mà bỏ con nó khi nó còn đỏ hỏn? Nó chỉ biết là khi nào nó là nó chỉ có một cái áo trên người nó thôi mà nó nằm ngoài giữa đường. Làm cha làm mẹ như vậy thì có nên làm cha làm mẹ hay không? Thấy không? Trời ơi. Thôi thì thôi được như này. Rồi. Bây giờ chú nhận con làm con nuôi luôn đi. Bây giờ chú sẽ hỗ trợ. Đây hôm nay nó hồi nãy giờ nói đi nói lại. Nói đi nói lại với mấy người nha. Không phải nói chứ. Tới đây hôm nay nè. Đây. Không à. Quà của các người đây. Quà của mọi người tôi đang nằm trong tay đây. Quà này là quà giá trị. Mà thực ra tôi không làm từ thiện thôi, mà tôi đã làm á, tôi phải làm cho nó tới bến. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú hỗ trợ cho cái này cho con. Con cầm đi. Cái này tôi gửi tặng cho 4 người nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đổ ra coi. Trời ơi, mày đổ ra coi. Trời ơi. Hột sàn ông ơi. Hột sàn mà quá trời quá đất luôn ông ơi. Tôi mới qua Nam Phi tôi khai thác được cái mỏ kim cương bên đó. Trời ơi. Cái này tôi lượm mấy cái miếng mẻ về tôi tặng cho mọi người thôi. Trời ơi, mô Phật. Sau này tôi sẽ hỗ trợ cho từng người một đi qua bên đó. Một ngày đi lượm cho tôi trả cho một nắm. Vậy hả? Mèn ơi ông ơi. Hột sàn này. Ông ơi. Hột sàn thiệt ông ơi. Trời ơi cái thằng chụp. Chào mình. Ơi. Trời vô tập chụp lẹ đó. Chụp lẹ đó. Chụp đưa lên đưa lên. Chụp nghe chụp để tôi đưa lên nha. Nè nè đó. Ta cho hột sàn nè. Chụp lên chụp đi nè nè. Để đưa tôi cái mặt tôi vô này đó. Nè tôi đang hạnh phúc nè. Tôi cho đó, tôi cho đó. Có chế độ quay không quay luôn tôi quay, cho. Quay luôn. Ờ à, tôi cho nè. Hột xoàn này tôi cho. Ê ê ê. Đập nó bể hết bây giờ trời ơi sao được. Đồ giả nói bể chứ đồ thiệt đâu có bể. Bể bể chưa? Nước đồ giả hả? Bể rồi. Đúng một lỗ luôn. Vậy hả? Ủa gì hả? Là sao cái này là đồ đầm bậy rồi. Đồ giả hả? Chụp tiếp. Đồ giả. Chụp chi, chụp chi. Đồ giả phải chụp chứ. Thôi đừng chụp, đừng chụp, đồ giả đừng chụp. Thế thì đồ giả mà tự nhiên cho cái này làm gì? Trời ơi trời. Trời ơi đồ giả đời, cho làm gì ông nội? Cuộc đời và ước mơ con đã bể bể bóp nát rồi. Bây giờ chú bóp nát trái tim con luôn hả? Tại sao trên đời này có người làm từ thiện mà lừa đảo như này? Trời đất. Tội nghiệp người ta chứ. Tôi đã chờ từ giờ chưa bao giờ thấy hột sàn mà sợ chỉ hết á. Sợ mất á. Cột lại nhưng mà tại nãy bỏ vô không lấy sợi chỉ ra. Rồi dạ hả? Không mấy cái này chụp, chụp. Thôi chụp quay. Không chụp được hả? Quay phim. Ờ quay phim đi. Cái này cũng xin quay phim cũng như không à. Cái này á là hồi nãy nó bán cho tôi. Ê quên. Tôi qua bên Nam Phi tôi gom mà sao kỳ lại là giả ta. Thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi giờ cứ tạm thời đi. Tạm thời rồi, cầm cái này đi để vài bữa ra tôi đổi cái thiệt cho. Giờ chuyện ăn học của con giờ sao? Chú tài trợ con ăn học thành tài chứ. Ăn học thì thôi được rồi. Rồi để chú cho tiền. Thôi để rồi chú tính sao nha. Rồi chú biết địa chỉ là nãy ông anh có nói là tụi con là tập trung đây. Rồi về chú lo cái vụ này đi. Chú đi nói cái chuyện này nó làm ba cái đồ giả nó đưa chú về là mất uy tín chú. Đi về ngồi đầu đi, đi về ngồi đầu. Nó mất uy tín chú làm gì không có được. Đi đâu đi. Mày nhé, giữ mấy cái hình nó đàng hoàng ha. Rồi rồi. Để đưa lên Facebook. Rồi. PR cho tôi nha ông nội. Ừ. Rồi. Cái chuyện kia quay bỏ hết đi. Ai đây? Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy ăn mày mà đó. Sang ghê ghê. Này chắc ăn mày chúa. Ăn mày chùm á. Chúa. Chùm ăn cái gì? Chúm. Mày nói cái gì? Hả? Ông nói ai ông mày? Quen hả? Hả? Đâu quen đâu. Bước lên đây. Ông mới nói ai ăn mày? Ủa có cái tôi chữ xăm cái chữ gì chữ sẹo trên đầu vậy hả? Tôi tự giới thiệu cho ông biết. À. Tôi chúa ăn mày là A Sa Lê Sẹo. Quê ở Trung Đông. Nhà bến xe miền Đông, làm việc bên Bình Trị Đông, thích ăn kỳ nhông, đặc biệt không bao giờ thích bóng. Không vô. Không vô, không vô. Đừng vỗ tay, không vô vậy. Đặc biệt không thích bông như sẽ thích bóng mà sao đang ong ong không mà
Tôi thích nói vậy được không? Vậy hả? Ông là ai? Hả? Tôi là người đi làm từ thiện. Đúng từ thiện? Những cái hoàn cảnh cơ cực quá, tôi tới tôi tặng người ta 5.000 với một trái chuối với lại kim cương, mà không ngờ kim cương á, người ta nó lừa tôi, nó đưa kim cương giả. Thôi được rồi, để tôi đang về để tôi tính lại. Ai lừa ông? Trời ơi, ngoài chợ không phải, ở ngoài bên Nam Phi, tôi qua bển tôi vô ngay cái mỏ kim cương luôn mà. Ai tin ông? Cái đồ đó trong túi ông lấy ra là của ông chứ làm gì? Ông nói vậy làm sao tôi tin? Không phải, tôi qua bển thiệt. Tôi qua bển thiệt. Tôi có chụp hình mà hôm nay không có đem theo. Bữa nào rảnh thì tôi đưa cho coi. Cái mỏ kim cương lớn, cái bên có mỏ vàng nữa, mà vàng nặng quá tôi rinh về không được, tôi lấy kim cương thôi. Mà này mẻ thôi đó, một ngày người ta khai thác ra cái dụng tôi đem về tôi tặng đó. Tôi nói cho ông biết, ông biết tôi lại không? Ha? Chúa cái bàn. Ông biết những người này lại không? Ba má ông hả? Ông quên, không phải. Ông có giỡn mặt với ông? Với ai? Những người này là người của tôi. Tôi chăn dắt những người này. Chăn dắt ơi, hưởng lên sức lao động của người khác. Ăn trên đầu trên cổ. Ăn trên đầu cha, đầu cổ người ta. Ăn thứ gì tưởng gì là ngon lắm mà. Cuộc đời của tôi ghét nhất những kẻ lương gạt. Những kẻ mà đại gia đội lớp từ thiện nhau. Ông nghĩ sao? Ông bố thí cho chúng ta mà ông đưa đồ giả là sao? Tôi bị lừa luôn mà. Bằng chứng nào? Tôi chỉ thấy là ông đưa đồ giả cho người này. Bằng chứng mai rảnh. Ông làm cho người ta đa hy vọng được cho người ta đau khổ. Đúng rồi, ổng lừa người ta đó. Thiệt. Sao đứng lên đi ngon là vậy? Trời ơi, đứng lên đi sầm thọc luôn, ngãi đi không nổi luôn, sao kỳ vậy? À, hiểu rồi ha. Còn mướn phóng viên nhà báo để chụp hình PR ha? Đúng rồi. Hả? Không phải bị gì, tôi không phải là dùng cái từ PR là không đúng. Tôi chỉ đưa lên Facebook, đưa lên mạng để tôi kêu gọi. Trời ơi, nãy giờ quá ra là ông chụp hình đúng của tôi nè. Ông đưa lên Facebook không nội? Trời ơi, tôi gì nữa. Ôi, ơi, bà chớn à. Ung thư thời kỳ cuối. Ung thư thời kỳ cuối nhưng mà bực bội là phải bức xúc rồi. Bị bệnh nhưng mà bức xúc quá. Bây giờ ta trở lại bệnh rồi bình thường. Hay quá. Nói nhiều quá mệt quá đúng không? Thôi, cái chuyện mà tôi nói, cái vụ kim cương này á, thôi được rồi, để ngày mai anh cần á, tôi lại đây tôi dẫn cái người đó đem tất cả hình ảnh mà tôi đi qua Nam Phi cho anh coi, rồi anh biết tôi bị lừa ha. Ê chú, vậy cuối cùng là chú sao vậy? Chú chơi kỳ vậy, chú nói con tài trợ rồi xong rồi giờ chú chết quá kìa, là cuối cùng chú chụp hình con nãy giờ chú la, chú đăng lên trên mạng, chú nói là chú hả? Ngọng lại chứ, sao nói ngon vậy? Tuổi thơ nè, nhìn đã bị bóp nát rồi. Đó, nói vậy mới đúng nè. Vậy mới đúng á. Thấy chưa? Ông anh, hiểu. Bây giờ tôi nói thẳng với ông anh luôn. Tôi là bị sự chăn dắt của ông này à. Nhưng mà tụi tôi chấp nhận là tại vì tụi tôi nhiều áp lực. Tụi tôi khổ sở quá, không có miếng đất cắm dùi, cho nên tụi tôi phải đi làm như vậy. Trong lương tâm thì tôi cũng không muốn. Nhưng mà ông anh cũng kỳ. Dạ. Cho có 5.000 đồng bạc, chưa được 5.000 nữa, tính ra có 4.000 thôi. Mà ông anh chụp hình quá trời, rồi về rồi ông anh đổ một đống hột nhựa, rồi ông anh nói làm từ thiện 500-700 tỷ. Làm như vậy là ác đức lắm. Đúng. Nè, tôi trả lại cho ông nè. Thì còn ông cũng vậy. Sẵn đó tôi nói cho ông nghe luôn. Sao? Cuộc đời của ông á, ăn trên xương máu của người ta đó. Bắt tụi tôi phải đi lường gạt người ta. Nói thiệt với ông á, thà tôi về quê, tôi đi bằng mướn, tôi không có làm nghề này nữa. Đó, cái gì ba vậy? Công tình mình không gạt tao được, chơi khô máu luôn chứ. Mướn có khô máu đi rồi. Bây giờ nhỡ nhã, bây giờ cái nhà mình đi à mà. Bây giờ cháu, bây giờ bao nhiêu tiền bây giờ? Bây giờ ông sao? Bây giờ ông sao? Trả lại tôi chứ. Bây giờ cái gì? Bây giờ trả lại nè. Ngồi cái đi mỏi chân quá trời, nhà anh chị xa quá à, đi không mỏi hết cái chân vậy đó. Con ngồi chơi để cho gia đình tôi nội bộ tôi nói chuyện chút xíu nha. Ủa sao, có chuyện gì vậy chị? Có chuyện, có chuyện. Ủa, có chuyện gì lộn hả? Không phải, có chuyện hộp.
tôi đang họp, gia đạo đang họp mà cô đến. Đây họp luôn. Cô đến không có đúng lúc, nhưng mà thôi đã có lúc ở đây rồi thì tôi sẵn đây nghe chuyện cũng được. Tập trung họp luôn đi. Tập trung họp luôn đi. Sao bà cũng lạ, nhà mình có mắt mới ra quán cà phê họp. Thì cái trong nhà nó ngộp quá đi, cái nhà cái diện tích gì mà bề ngang 4 bề sau 4 ngồi chật nít rồi ra ngoài quán cà phê. Vậy chứ ra đây ngồi cũng có thước đây chứ mấy. Này thước nhưng mà cái không gian nó khoáng đãng hợp nó dễ hơn. Khoáng đãng cái chuyện gia đình. Thôi, tự nhiên em ra đây nói chi cho giặt áo cho người ta xem lưng. Thôi cái nhà cái hộp của anh chị thì em cũng biết rồi. Ôi, đâu có cần phải khoe. Để em nói chị đi. Chị để cho em nói nè. Để đừng. Thôi chị không có được giả bộ như thường ngày. Cô ngộ quá, chuyện gia đình tôi cô xỉa vô là bậy 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 rồi đã mất sống hoài. Bà đang bị nứt cục quá. Nhưng mà bây giờ em có cái chuyện này rất là quan trọng nè. Anh Linh quan trọng xong. Sao mà quan trọng bằng tôi để đó tôi nói. Chị để cho em nói. Tôi là chủ nhà. Chị nha có bồ. Rồi xong hết chuyện. Nói xong luôn rồi đó. Trời đất ơi. Ê, công người, trình của em. Công trình của em đi rình mò nè. Rình rập nè. Trời ơi, mỗi ngày mà em vện cái lỗ tai lên em nghe nhà anh chị có gì. Thôi, hôm nay ơi, em có tin hot em mang tới cho anh. Sao anh cứ từ chối cái tin của em hoài vậy? Tôi nghe được rồi, nhưng mà vợ tôi hiểu. Sao? Không có đâu, chị này chị ghê lắm đó. Em là em muốn tốt cho anh thương anh hiểu không? Cảm ơn cô. Cô cũng bớt chuyện lại đi nha. Cô mà nhiều chuyện quá, có ngày cái miệng cô nó sưng dài hơn cái lỗ mũi đó. Em không ngờ em qua đây mà anh mạt sát cái nhan sắc của em như vậy. Không phải là mạt sát, nhưng chuyện gia đình tôi hiểu. Trời ơi, anh ơi, anh chỉ hiểu có một phần thôi. Trong xóm này không biết ai, không biết cô nhiều chuyện. Nhiều chuyện đâu phải là cái tội đâu, đó là cái ưu điểm của bây em. Bây giờ sao? Giờ cô muốn ngồi ở đây mình đúng không? Không. Gia đình mình kéo qua quán khác thôi. Không, em kể cho anh nghe. Chị ra thôi, chị. Để hỏi cần kể. Em để không. Im, tôi muốn vợ tôi nói. Tôi chưa muốn cô nói, cô qua bên kia ngồi. Cô Tắc, cô qua đây đi cô Tắc. Qua thẳng bên bàn bên kia, mày đưa cái ghế qua thẳng bên bàn bên kia. Cô lên bàn ngồi qua Nghĩa Trang khác đi. Rồi. Con gái như vậy là hiểu rồi. Còn gì phải nghe lời của cô. Sao anh giống như là đang thờ em vậy đó anh? Cho em lên bàn ngồi luôn vậy đó. Đúng rồi đó. Em nói cho anh nghe. Có bữa cô nhiều chuyện, cô cũng phải lên bàn đó ngồi nhìn gà khỏa thân đó. Anh ơi. Rồi đợi chút cho anh chưa học. Không bỏ em nói chuyện nghe. Kệ đi, cứ coi như là dâm nhập đi. Nói bên này nè. Anh ơi. Mày đừng có quan tâm mà. Anh ơi. Bây giờ bà qua bà làm vợ ông chồng tôi, bà nói vậy cho bà nội. Trời ơi, gì vậy? Đây nè. Anh cứ từ chối em hoài vậy. Qua quán khác. Em mang tin hot cho anh. Quán khác. Từ chối em hoài vậy. Anh ơi. Bây giờ tôi nói cô nè, tôi chỉ cho cô một cái chỗ này. Gia đình tôi đang họp nội bộ nên cũng rất là cực khổ. Ít khi nào mà tôi nói chuyện được với chồng tôi lắm. Bây giờ chị ra đây nè. Chị đứng đây đây. Chị đứng đây. Đó. Chị làm cái bảng giống như là người đứng hướng dẫn ở đây có bán cà phê giùm tôi rồi đó. Rồi chị đứng chị vô hình đi Trang vậy nha. Để cho gia đình tôi họp chút xí rồi ra có gì tôi sẽ nói chuyện với chị sau. Thôi được không? Rồi, bây giờ gia đình này không tin tôi chứ gì. Cái gì bây giờ nói là tôi nhiều chuyện, miệng tôi nói thì mọi người sẽ không tin. Ok, bây giờ tôi sẽ có hình ảnh cho mọi người coi đây. Nhét hơi sâu một chút. Em mời anh xem. Cảm ơn dạ. Cô để về nhà rảnh coi. Rồi cô còn gì nữa cô đưa không? Không, anh phải xem đi cái hình đó. Không, cái chuyện này, cái chuyện này là của riêng của tôi rồi. Khi cô đưa vô cho người tôi là của riêng của tôi. Nói anh hãy xem đi. Tôi không cần xem cái hình chà bá lửa trên kia rồi. Coi trong cái hình nhỏ anh chi. Trời ơi. Em quên mất là em mới dán cái poster ở đây. Đó anh xem đi, anh thấy không? Đây là ai? Chị nha. Tôi thấy rồi. Vợ tôi chụp hình chung với lại người mẫu cái gì? Trời ơi, đó rồi cái anh thấy chưa? Dựa dẫm nè, ngồi ăn ốc dựa dẫm nè, anh thấy không? Bối cảnh này là ở quận 11. Em đi theo là em rình em biết. Bây giờ tôi hỏi cô nè, cô biết người này người nào không? Nè, em đâu biết đâu. Cô không biết, cô dạ. Đi chụp hình ra chi? Thì cũng có thể này kia nọ được chứ bộ, đúng không? Trời ơi. Bây giờ đó anh thấy không? Bây giờ chị á, trai trẻ chị không chịu. Bây giờ chị chuyển qua chị cặp trai lớn tuổi rồi. Đeo mắt kiến nữa. Cái này cái gì cô dâu gì đó. Đại náo. Anh đại náo gì đó. Cái này hình phim cô ơi. Sao cô tào lao quá. Cô rảnh cô ăn ở không quá. Anh à, từ
sự ra bây giờ em cũng muốn nói chuyện với anh. Trời, có con với mẹ luôn kìa. À chị, gia đình mình vui mà. Anh thấy không, bây giờ ngay cả con trai của anh hả cũng đi theo để bao che cho mẹ nó. Anh thấy không? Trời, đi cặp bồ mà dắt con theo nó kìa. Trời, cô nhìn thấy cái đó là hình báo đó cô. À dạ dạ, cô đừng nói là cô chụp. Dạ, cái chị chấm em nét. Em là phóng viên. Không, phóng viên ăn ở không quá rồi đi nói người ta này nọ. Tôi cũng bị phóng viên nói chết mấy lần rồi mới vô hôn mê sao, đâu có sao. Cũng không có gì để nói đó con á, tại vì lúc này là vợ tôi bóp cổ cái thằng kia le lử chết rồi. Trời, nó nằm như nó chết vậy chứ có ai âu yếm mà nằm le lử như nó không. Em hỏi anh mấy cái này là vợ anh nói cho anh nghe hay là anh có mặt ở đó? Hay tôi nhìn hình là tôi biết, thấy thằng kia ngáp ngựa là không có chuyện gì xảy ra rồi. Cái này không phải là ngáp ngựa, cái đó là đang diễn mặt sexy đó anh. Trời ơi, sexy cái kiểu nào chứ sexy kiểu đó tôi không bao giờ tin anh cô. À anh à, à thật sự cổ thì cổ qua đây cổ cũng lôi cái chuyện riêng tư của em ra là em có bạn trai, nhưng mà thật sự cái điều đó cổ nói cũng là rất là chính xác đó. Thật sự em cũng là đang có bạn trai anh à. Đó, cái chốt cuối cùng của câu chuyện này là em kêu anh ra uống cà phê họp để em báo cáo với anh một cái tình hình là em đã có người yêu mới. Trời ơi, còn có gì đâu ngạc nhiên. Ba không đủ lãng mạn như người ta. Phụ nữ mà con, đôi khi mình cũng phải thông cảm cho họ. Đàn ông đi ra ngoài chơi được thì đàn bà họ cũng cần cái tình cảm như vậy. Thôi bỏ đi, ba không giận, con giận làm gì. Ủa, em nói quá mà anh cũng không có ghen hả? Ghen tương để làm gì, tốt đẹp gì đâu. Trời, nhưng có mà... chồng hờ hững cũng như không đó chị. Cái chuyện hờ hững hay không trong lương tâm cô biết, cô người ngoài, gia đình cô chưa tỏ, ngoài ngõ cô hay chi. Anh à, mà thực sự là bao nhiêu năm mình chung sống với nhau, em đã có một mặt con với anh, nhưng mà anh sống anh khô khan quá à. Một con người em lãng mạn classic quá, anh không bao giờ quan tâm đến em, anh bỏ rơi em, anh khô khan với em. Anh khô giống như là một con khô hố vậy. Anh khô giống như là cái cơ thể của anh vậy đó. Anh khô khan quá, em không chịu nổi. Em phải quen với hot boy, em phải quen với những cái người này. Em được không anh? Bây giờ em nói nghe nè. Chị nghe đây, không có đủ cái gọi là cái cảm xúc mà để cho anh có một cái cảm xúc mãnh liệt khi yêu á. Em nghĩ là em sẽ rất là hợp với anh. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao gần, ngồi gần người đàn ông đó? Tại sao vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao ngồi gần đàn ông? Anh ngồi gần thôi mà anh, cái là biết là cái gì vậy? Rồi nè, đó, đó, cái vừa, đó, đó. Tại sao vậy? Anh ơi, cái chuyện này là hiểu lầm thôi, anh hiểu. Nghe một cái cụp luôn á, siết hả? Tại sao ngồi gần đàn ông? Không, bây giờ nói nổi không nè. Rồi vậy luôn, thôi. Tại sao ngồi gần đàn ông? Xin lỗi tôi đi. Em đâu có làm gì có lỗi đâu mà thanh. Thôi, được rồi, xin lỗi. Rồi đó. Tại sao ngồi gần đàn ông? Có mình ổng vô ghen, mình ổng nói, mình ổng xỉu luôn, không ai làm được cái gì. Kệ nó đi con. Ghen là sao? Ghen là sao không hiểu gì hết, tự nhiên vô làm siết hả? Tại sao ngồi gần đàn ông? Tại sao nói chuyện đàn ông? Như vậy nè. Như vậy là sao? Trời ơi, cứ nhảy vô họng tôi nói hoài, leo đầu tôi ngồi luôn đi. Anh à, thôi kệ nó, cái chuyện có cái thằng khùng nó ra đập đầu kìa cha nó đi, mình nói chuyện. Tôi đã nói rồi, cái chuyện này là chuyện của gia đình mình, cô đó tự động xía vô. Thì bây giờ cái chuyện của gia đình cổ mình đừng xía vô, bởi vì mình đã nói người ta rồi. Dạ, nhưng mà anh, nếu mà em như vậy thì anh có trách cứ gì em? Tại sao? Tại sao anh có còn yêu em? Trời ơi, nó khổ quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao để chồng vậy vậy? Ông ghen tầm bậy tầm bạ à. Ghen bậy hả? Chưa có gì hết, nói cứ nhảy vô trong họng người ta. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao?
tôi ho hoài không hết. Thôi. Em, tôi hẹn anh mấy ngày nay không gặp anh vậy? Tại vì em bận chuyện gia đình quá. Bận cái gì bận? Từ đi em... rồi em rảnh rồi. Có gì em ra uống cà phê với anh sao? Không được, ôi, anh chờ em hoài. Cái gì á, khi nào người ta có thời gian, phụ nữ mà, người ta còn lo việc gia đình. Khi nào có thời gian á, người ta sẽ đi uống cà phê với anh. Còn cái hình hồi nãy của anh tôi đã thấy rồi, anh cũng nằm ngáp ngựa rồi, đèo bồng làm gì. Không, nhưng mà tôi ngáp gì, nhưng mà từ hồi gặp Nga giờ tôi thấy cuộc đời tôi nó giống như là thay đổi vậy đó. Nó thay đổi dữ lắm hả anh? Nếu anh cảm thấy cuộc đời anh nó thay đổi được, trong khi đó tôi làm cho vợ tôi buồn, anh cảm thấy đem lại hạnh phúc cho cô ấy, anh cảm thấy cô ấy hạnh phúc, anh cứ tiến tới đi. Ủa anh, trời sao anh nói chuyện kỳ vậy? Bây giờ có bạn trai em đến đây rồi mà anh cũng không ghen em nữa hả? Một khi người đàn bà họ đã muốn thay đổi thì không có ai cản được đâu. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh là anh có còn yêu em không? Nếu anh không yêu em, anh đã không hy sinh gì cái gia đình này. Mấy cái người đàn ông mà không có ghen là không có yêu, đúng không chị? Đúng rồi, vậy thôi ở gì nữa. Người đàn ông không ghen là không yêu. Bây giờ theo anh đi nha. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, mỗi người có một cách ghen khác nhau. Tôi không ghen điên đảo như anh chàng kia phải đập đầu đập cổ, cái đó là ghen điên. Làm sẽ lai luôn. Tôi không ghen như người ta đánh vợ đánh con, cái đó là ghen vũ phu. Trời ơi. Ủa gì? Trời ơi, trên đời tôi chưa gì gặp người đàn ông nào như ông này. Em ơi, nghe, trả tiền cho tôi đi về, tôi mệt quá rồi. Tôi thấy sai sai rồi. Bà mà là vợ ông này tôi thấy là hơi sai sai rồi đó nha. Ủa sao vậy? Người đàn ông mà sao không biết ghen gì cho cái tội vậy? Bởi vậy giờ tôi đang lo quá, tôi không biết ảnh có yêu tôi không. Nhưng mà qua cái câu chuyện này tôi mới phát hiện là ổng quá yêu tôi. Đi thôi, giờ ông về đi ông nội ơi. Về đi, bữa sau có gì tôi thanh toán tiền. Trả tiền đi. Ủa là gì má? Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Qua chuyện thử lòng vậy giờ em mới biết là anh rất yêu em, chứ em không có bồ. Anh nghĩ đi, mặc em vậy sớm này ai theo em. Anh lấy em là em mừng lắm rồi đó. Đúng rồi, tôi chụp hình mà tôi ối mấy lần rồi đó. Vậy là cái chuyện này là do cô sắp xếp à? Còn cô kia? Dạ, cô đến đây cô phá gia đình tôi với lý do gì? Dạ, thật ra mục đích chính của em cũng là nhiều chuyện. Dạ, mục đích phụ của em cũng là chuyện em có nhiều quá, cho nên là em phải chia sẻ bớt. Là chị Nga đây nè, chị mới nhờ em làm mấy cái chuyện này nè. Tại chị biết em là mang tiếng nhiều chuyện trong xóm. Em qua đây để em phá anh. Mà giờ anh à, tôi nhờ anh đừng ho nữa. Ho quá. Anh đứng lên đi. Ho quá. Anh là chồng của cô này chứ gì? Cái anh chấp nhận ở với một người vợ nhiều chuyện như vậy à? Đi phá gia can người khác như vậy à? No! Tại sao lại chị? Nghĩ cái bàn này anh không tự đập anh. Anh phải tự đập cái người vợ nhiều chuyện của anh á, để cho nó bớt nhiều chuyện. Tại đi. Tại sao vậy? Tại sao mà nhiều chuyện vậy? Người ta mắng vô tôi. Tại sao đứng gần đàn ông? Tránh ra. Cái gì? Tránh ra. Trời ơi, ghen cái gì mà ghen quá là trời. Nè, tôi đã nói rồi. Anh nghe, thôi bây giờ tôi cũng xin lỗi anh đi. Thiệt sự vợ anh cũng đàng hoàng, ngoan hiền lắm à. Mà trong cái chuyện này là tôi mướn chỉ về thôi à. Chứ anh đừng có suy nghĩ gì. Qua đây cái gì đập đầu giống bị khùng với ông nội. Mới thấy ngồi gần phụ nữ. Tại sao đứng gần phụ nữ? Vậy? Đó, cái gì nữa vậy trời? Nè. Anh làm ghen lố quá. Thôi tôi nói cho anh chị nghe. Anh chị bớt cái tính này đi. Đèn nhà ai nấy sáng. Cho nên á, cũng đừng có nghe lời vợ tôi. Đừng có vì những cái đồng tiền đó mà để thử thách tôi. Còn em dạ. Nếu em cảm thấy sống được với anh thì sống. Không sống được với anh, mình là vợ chồng, ở với nhau mấy chục năm rồi. Con nó cũng đã lớn như vậy rồi, gần có xuôi da tới nơi rồi. Nếu em có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh dạ. Không cần phải thử thách anh như vậy dạ, em... Mỗi người thể hiện cái tình cảm của họ khác nhau. Dạ em muốn là từ đây trở đi là em sẽ tin anh, em sẽ tin cái tình tưởng, tin cái tin tưởng, cái tình yêu của anh dành cho em. Và má xin lỗi con nha. Thôi bây giờ má hiểu rồi, ba rất là yêu con. Thôi sẵn đây có đông người nè, để má hôn ba. Xin lỗi con.
trời ơi, cái gì vậy, sân khấu đây đó hả? Đi vô đi, đi vô đi, đi vô đi. Ánh sáng. Mua xăm xăm cho ca sĩ hoài. $1,000,000, một khán giả, một máy quay. Đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu? Kêu đạo diễn vô đi. Đạo diễn đâu? Có live show gì kỳ vậy? Đạo diễn đâu? Cái gì đây, cái gì đây? Sao em? Âm thanh ánh sáng vậy đó hả? Mời $1,000,000 về vậy đó hả? Ờ à, em thông cảm mà, tại vì anh đầu tư nhiều quá. Tôi cần âm thanh phải là tiêu chuẩn quốc tế. Em bình tĩnh nghe giải thích nè. Cái phần dàn dựng của anh là coi như nó quá công phu. Có cặp có đôi rồi, nhưng mà tại vì cái người em làm hư hết cái bài múa của anh. Người sao, em sao dư vũ công này vậy? Đây là vệ sĩ của em. Là trong cái bài là dựng là có vệ sĩ đứng cái bên vậy luôn hả? Còn ông nội này đứng làm gì vậy? Ca sĩ ta hát, ông nội đứng làm sợ chó cắn hay vậy chứ gì? Làm gì vậy? Còn cái nhiệm vụ của tôi là dàn dựng một cái chương trình, em phải thông cảm cho tôi chứ. Chương trình không lớn không gì cảm vậy, được phải... Mời một nghệ sĩ quốc tế về đây mà cái sân khấu sơ sài như vậy làm sao? Trời, tôi đã dàn dựng một cái bài quá không hay. Không biết tôi... đền hợp đồng. Nó làm hư hết cả một chương trình tôi. Hư hết rồi làm gì cái bài múa. Tay vô cặp vô đôi đẹp quá, cái cặp của Sega. Cái gì vậy ông nội? Bây giờ em muốn sao? Bây giờ em ơi, nói chuyện với quản lý. À, giờ anh muốn sao anh? Tôi phải quản lý. Cái gì kỳ vậy? Tôi là vệ sĩ. À, tôi muốn nói chuyện với em sao? Không có nói gì hết. Bây giờ sao vệ sĩ? Nói chuyện quản lý. Tôi vệ sĩ. Em ơi, cho anh gặp. Cho anh gặp quản lý em ơi. Nói chuyện với quản lý. Ai bầu show? À, chương trình này là tôi cũng nhận tiền của bầu show. À, nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ. Bây giờ muốn nói chuyện cô ấy sao? Nói đi. Tiêu chuẩn của tôi đặt ra là khách sạn. Khách sạn? Phải là từ 8 sao trở lên. Ok. Dạ. À, thì tới đây tắm thì... Tắm là phải nước suối đàng hoàng. Tôi từ bên Hàn Quốc về. À. Nước suối là phải ở đâu? Biết không? Dạ, nước suối là ở trên Hang núi. Sơn Đòn. À. Rau sạch là trồng bên núi Phan Xipang. Ồ. Ở đây. Vậy quá đơn giản mà. Ờ, em thông cảm, tại ở đây là dạ, ở dạ đây. Thưa anh. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là bầu show của chương trình này anh à. Đây, bầu show. Dạ, bầu show. Nói chuyện. Dạ, cái chuyện mà em mời chị ca sĩ Giang Hồng Ngọc về là do gia đình em bỏ cái số tiền này ra mời chị về. Nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ. Ủa vệ sĩ, tránh ra đi. Mệt quá, nãy giờ không nói sớm. Tôi yêu cầu khách sạn 8 sao trở lên đâu. Đơn giản mà, quá đơn giản. 1,000 bông hồng xanh Cuban thay mỗi ngày đâu. Rồi, sân khấu lộng lẫy đâu. Mời ca sĩ $1,000,000, một máy quay, một đạo diễn. Là sao? Em ơi, em nghe giải thích nè, khách sạn 8 sao cũng có với em rồi đó. Em ở 4 cái khách sạn, mỗi khách sạn 2 sao rồi gộp lại cũng 8 sao rồi. Bò sữa dắt cho tôi mỗi ngày tôi uống đâu. Hả? Tôi yêu cầu ông bà chủ dắt cho tôi. Đâu? Ui, ông Dắt sữa rồi. Ủa, dắt luôn hả? Sữa đâu dắt ông? Đừng nói hà. Đem ra cho uống liền. Trời ơi, cô có là sữa rồi. Cô là cô Mai Phước lắm mới được ông bầu mà đi dắt sữa cho cô uống thiệt. Mà ổng là có cái tật hay quên, ổng biết ông dắt cái sữa con gì đây nè. Im lặng. Chị muốn sao chị? Nói chuyện với quản lý. Trời, sao khó quá vậy? Mà trời, tôi khổ tâm với cái cô ca sĩ này quá à. Con tôi nó ái mộ cổ, tôi thương con tôi đưa cổ về đây. Cô hành hạ vợ chồng tôi quá trời quá đất à. Sao anh? Uống sữa gì? Của tôi nguyên chất. Cho nói chuyện chút thôi. Nói chuyện không? Nói chuyện thôi mà. Nói chuyện chị. Ông nói đi. Tiếp cận rồi đó, nói chuyện đi. Tôi qua đây là chủ yếu cho bà nói đó. Nói đi, bên bệnh tiếp cận. Xin tới chị. À, có sữa rồi. Uống đi, tôi mới dắt luôn á. Khoan đã. Wow. Sữa. Uống hết thì có sức để hát. Uống hết đúng rồi, hay quá. Uống hết nha. Được không? Lấy ly nữa đi. Lấy ly đầy nữa. Lấy một xô. Lấy một xô luôn nha. Ba, chỉ làm gì cũng đẹp hết đó ba. À, đẹp không con? Chiều ý con đó, ba mới đem về đó. Bây giờ con lại gần để con chụp hình đi. Anh, tụi em bỏ tiền ra mà em mời cái cách xê cổ khủng quá rồi, bây giờ cho con tôi chụp hình miếng chứ. Lấy điện thoại ra. Khó quá. Lấy điện thoại ra. Mấy cha quản lý mà lấy với chì dễ râu lắm nha. Đừng râu như có thì thôi, đừng có dẻ. Mày đặt cái lấy chì quẹt tôi không ưa rồi. Nè coi nè cái thứ gì à. Tôi là vệ sĩ. Lấy đi. Dẹp con ơi. Lấy đi. Cái chừng nó ngắn
ngủ mà nó đứng ra đây. Đây đây đây, rồi rồi rồi. Đứng vô. Đứng vô, đứng đây. Thôi chơm đứng chơm. Đứng đây. Đứng đây. Đứng đây sao chụp? Thôi mà. Sao sao? Chứ cô chủ muốn sao? Chú giúp đi, chú cho con tôi nó chụp hình với ca sĩ đi chú. Đứng xa xa ra. Trời khó quá. Chú đứng lên lên đi. Rồi, chụp con, đi. Con lại gần đi. Cha da đẹp quá. Chụp hình đi con, chụp hình đi. Nè, tránh tránh cho mẹ đứng giữa, cái tóc mẹ màu xanh mẹ bật lên mà đẹp. Thôi hơn. Mẹ chứ con muốn gần. Thôi cho bà cho đi mẹ. Ra đi, bà vô hư hình rồi. Bà đi ra đây. Vui vẻ lên chị. Hả? Đây là fan của chị nè, chị người người nuôi chị á. Bị dính dính cái gì có sao không cô chủ? Chị thơ quá ba, chị thơ mùi ca sĩ. Giờ em chụp rồi đó. Chụp chưa? Chụp chị. Ca sĩ của tôi là thơm lắm. Chị, chứ không phải như mấy ca sĩ trẻ trẻ bây giờ mấy đứa hỏi mi rồi đó nó hôi rình nè. Thôi mà cái gì cũng đẹp hết. Vậy ông bà mời tôi triệu đô gì đây là để cho con gái hát chung đó hả? Gia đình tôi bây giờ khá quá mà đâu có biết làm gì cho hết tiền. Vậy sao không làm đúng yêu cầu tôi đặt ra? Bây giờ cô thích cái gì tôi làm liền. Từ từ, đừng tạm lực. Khách sạn 8 sao trở lên. Nghe nước hết. Suối. Nước suối. Nước suối luôn hả? Có luôn. Không. Có luôn. Nước suối là tắm. Tắm là phải tạt. Đây, 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 nghe, có nước suối đây. Nước suối hồi nãy cô yêu cầu nước suối gì? Tôi không cần nước suối này. Đâu có. Hang Sơn Đồn. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây là nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng. Ổn, ổn. Hang Sơn Đồng. Tao nghe rõ ràng, nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng là em. Đây, rửa chân hai gì, tắm hai gì. Ông đừng có lình đứng gần tôi. Rồi, đau, đau. Họ làm cái gì? Họ làm đúng những cái điều kiện mà mình đưa ra hay không? Không. Hôm nay là cho ca sĩ của tôi ở đâu? Tôi không có nói chuyện với cậu, tôi giao hết tiền qua cho cậu này. Dạ dạ. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Mày qua nói chuyện với quản lý. Anh ơi, em đã giao tiền hết cho anh rồi mới mời đây được về đúng không anh? Mới nói cái gì? Em giao tiền hết cho anh quản lý hết rồi. Nói cái gì nói lại lần nữa coi. Em giao tiền cho anh hết rồi. Tao vậy mà kêu bằng anh hả mày? Trời ơi. Tôi nghi rồi. Nãy vô thấy mặc cái áo bảy sắc cầu vồng là tôi nghi rồi. Trời ơi, dạ hân hạnh. Em đặt nói chuyện với anh quản lý bóng muộn. Cái gì? Lớn tuổi mới bóng đó. Tôi kỳ chưa bóng nghe chưa? Dạ. Sao tôi mệt quá, bà đi qua bên này đi. Không ấy, đừng. Trời ơi, cái ngày vui của đây. Con nó muốn coi ca sĩ mà như sao? Như là mấy cái bà bá tước mà đeo tang vậy đúng không? Con này nó sợ ông chích. Cái gì? Không kêu bằng anh được. Kêu chế. Sao chế. Đây? Chế. Giờ đây đây tôi đã giao hết cho tiền cho ấy rồi đó, ấy. Ấy nào? Ấy nói cho đời vui coi. Bây giờ tôi không biết, tôi giao tiền cho cậu. Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm cái phần này cho tôi. Gia đình tôi chưa coi hát, bây giờ phải hát. Chị ấy. Sao? Đưa hết tiền cho chị rồi mà bây giờ kêu người ta về hát đi chứ chị. Em, hát cho gia đình này nghe đi. Rồi lãnh tiền mình đi về. Không, tôi hát rồi. Bây giờ muốn hát nữa đúng không? Hát nữa. Tôi hát. Quên, tôi phải ca sĩ. Bỏ đi. Mày hát ai nghe? Chị hát khúc nào? Chị hát khúc nào? Ngay từ đầu tôi nói là sân khấu dàn dựng rất là sơ sài là tôi đã chị, hát rồi. Cái đó là buổi tập vợt chị. Em chưa có được. Còn khán giả của chị có một người này thôi à. Nè, bây giờ hát chay luôn. Hát chay luôn, khỏi nhạc luôn. 2, 3, vô. Giờ em phải bước một mình nút đăng ký. Tôi trả tiền đàng hoàng nghe chú. Bây giờ hát hay là không? Sao em? Ok, hát. Rồi, hát đi. Hát đi. Ngồi coi đi con. Một ngồi mình đi thôi. Thôi với bà tạm rồi. Mình đi xuống dưới mình ngồi coi hả mình? Không. Vậy nếu em hát là y chang như chị nha. Ok. Em nếu làm. Nếu đây là giây phút cuối, em mất đó chỉ là một cơn mơ qua rất nhanh. Tỉnh giấc anh sẽ về đây với người như những ngày. Tình còn nồng nàn nơi đây. Hát lại đi. Tình còn nồng nàn nơi đây. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy giờ chị hát. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy như chị hát. Chị dễ sợ nè. Sao rồi?
nãy giờ sao rồi con? Mẹ lo cho con quá, mẹ thương mẹ, con quá. Chú. Rồi bây giờ mấy cái cô ca sĩ này có phục vụ con chưa? Cô hát đúng một câu à, nhưng mà con thấy hay, nhưng mà chú này kỳ quá, đưa tiền cho chú bắt con hát phục vụ đây cho chú. Đẹp quá đi. Hát đi. Hát đi con. Đẹp quá đi. Mình... Ông bầu, chuyện gì vậy? Tôi điều tra rồi, cái đám này là đám lường gạt không? Cái gì? Cái gì vậy? Con này không phải ca sĩ Giang Hồng Ngọc, con này là con Giang ở Hồng Ngự. Trời ơi, ai thôi, ai thôi. Trời ơi là trời. Không phải con Giang Hồng Ngọc. Nè, 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 nói là phải sách mắt có chứng nha. Ôi bây giờ tôi có chuyện tôi phải đi về, có gì nói chuyện quản lý tôi đi. Đứng lại. Đấy, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Vô đây. Tất cả bình tĩnh, có tôi đây rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. À, alo. À, bầu show ở Úc Châu ha. Ờ, à, Mỹ Châu, Âu Châu. Phi Châu. Cái gì? Châu Đốc. Châu Đốc rồi hả? Mày đừng có đầu lao. À, vậy hả? À, tất cả, rồi, hiểu rồi, rồi. Chuyện gì anh? Nè em, tất cả show cấp mọi nơi quỷ hết rồi, đi về lẹ lên. Đó thấy chưa, đó là Giang Hồng Ngự. Ủa Giang Hồng, trời ơi. Ủa, kêu chị nó lại đi. Trời đi ơi. Đi. Kêu cái gì con, có phải Giang Hồng Ngọc đâu con, con Giang Hồng Ngự. Trời ơi, làm nay mẹ đầu tư, mặc đồ thiệt là đẹp lộng lẫy như cái... Tất cả cũng tại bà. Dạ. Cưng chiều con quá đáng. Trời, chiều nó là phải biết cái khả năng của nó được như thế nào. Có một mụn con mà ông cũng nói. Con có mấy mụn cũng vậy. Không được cưng chiều nó như vậy. Mày đó, em gì tao nói cho mày biết, dạ. Không được suối bậy bạ nữa nghe chưa? Dạ, rồi em biết. Từ nay sẽ đi không có cưng chiều nó kiểu đó nữa. Rồi, em biết rồi. Mà bây giờ xíu nữa bị gạt luôn. Mà bây giờ mới đưa kế hoạch là sắp làm live show cho cô chủ rồi, có làm không chủ? Dẹp đi. Làm chứ. Không có khả năng làm cái gì. Quý vị vừa cùng con tàu ông Lao xong tình huống buổi trưa. Bây giờ hãy cùng hai anh em chúng tôi tới tình huống buổi tối, tôi nó sẽ ra sao khi khách mời là Lâm Phi Già. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ là như vậy đi nha. Tôi thấy á, từ ngày mà hai đứa mình tự nhiên gặp nhau làm như cuộc đời nó thay đổi, đúng không? Trước giờ tôi đâu có nghĩ là trên đời này có ai giỏi hơn tôi đâu, mà từ ngày tôi gặp ông tôi mới biết là cái điều đó là sự thật. Nói vậy là sai rồi. Sai sao? Ông không có giỏi bằng tôi đâu. Sao ông giỏi bằng ông? Cái người thông minh không bao giờ nói nhiều. Nhưng mà hôm nay cái trách nhiệm của mình ở đây nặng nề lắm. Ông có nhớ tại sao mình có mặt ở đây không? Nói đi. Tại sao mà con người bây giờ lại có nhiều bức xúc mà bấn loạn mà đau khổ như vậy? Cái trách nhiệm của mình làm gì? Cứu, chữa. Phải. Làm sao phải giúp cho người ta trở lại bình thường. Vậy mà tại sao ông không hết bệnh? Tôi bệnh rồi nào. À quên, hai đứa mình đâu có bệnh đâu. Tôi không bao giờ bệnh. Đúng. Ông nói nhiều mới bệnh, thấy chưa? Ủa vậy là tôi bệnh hả? Người bình thường không bao giờ nói nhiều, hiểu chưa? Đúng rồi. Nhìn cái mặt là biết có tỉnh hay không rồi. Bởi vì đó vậy tôi bao giờ tôi nghi ngờ lắm. Nhìn ông là biết là rất là uyên bác. Ông học cao lắm phải không? Chứ sao? Trong các ngành khoa học ông nghiên cứu tới đâu rồi? Tôi không nghiên cứu ở mặt đất. Chứ ông nghiên cứu ở đâu? Trên không gian. Hả? Vậy ông là bác học hả? Đúng. Bây giờ tôi hỏi ông câu này ông trả lời được nghe không? Hỏi đi. Tôi nghe nói mặt trăng á, lúc mà nó quay qua bên kia ừ, thì mình không bao giờ thấy được. Đúng. Vậy thì người ở bên mặt trăng có thấy được mình hay không? Sai. Sao sai? Hỏi câu tầm bay tầm ba cũng hỏi. Sao tầm bảy? Trên mặt trăng là vì có người. Trời ơi, như vậy đúng rồi. Vậy là đó giờ tôi nghi ngờ cái năng lực của ông. Bây giờ tôi biết ông đúng là thiên tài. Ông mà xứng với lại cái nhà bác học gì nè. Cái nhà bác học gì Satan. Satan gì? Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái gì đó, cái gì tanh tanh đó. Anh tanh. Tôi không cần biết ông nói chuyện tào lao rồi đó. Nói là không biết, nói chuyện không có hợp với ông rồi. Nhưng mà ông nhớ cái mục đích của ông tới đây là làm gì hay không? Tôi biết, tới đây là cùng ông để mà cứu người ta, hiểu chưa? Đúng rồi. Cứu ai? Nãy giờ ông nói qua tôi không thấy ai ở đây chứ cứu. Mình hẹn nó ở đây nhưng nó phải vô trong nó uống thuốc rồi nó mới ra đây. Thuốc cái gì? Kêu nó đây lẹ lên. Từ từ. Tôi không có chờ đợi gì nữa hết. Tới giờ người ta ấy là dắt em đâu vậy? Tính anh nó siêu lưu lắm. Tới những cái nơi nào đó phải biết một chút. Ngồi đây chơi. Ủa sao siêu lưu nguy hiểm mà ngồi chơi? Ở đây thoáng mát. Ôi chào chị. Ê chị khỏe hả? Ê chị bảy kìa. Cậy đi, tao quýnh anh bây giờ. Ngồi đọc sách đi nha chị bảy. I'm sorry, đừng giận nghe chị. Ok, chị ngồi đi. Trời đất ơi, hai đứa nó bước ra tôi đứng đâu là Mission Impossible không à? Anh, công nhận ở đây
có hai con cún dễ thương quá, một con áo xanh con áo xanh. Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói có đây có hai con thú dễ thương, một con màu xanh một con màu sọc. Ôi ôi, ông có thấy con thú nào không? Vậy là cuối cùng tôi cũng được nhận định đúng giá trị của mình rồi. Vậy là hai đứa mình là hai con thú đó hả? Cảm ơn chị em. Như vậy là bắt đầu tụi nó tiến triển hơn một bước rồi đó. Bữa nay khá lắm, uống thuốc xong rồi phải không? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Ổn ổn, sáng nào cũng uống mà. Đó, biết là uống thuốc rồi mà. Sao rồi? Dạ. Tình hình cái con người bữa nay thấy nó khỏe chưa? Sao? Đủ tỉnh táo chưa? Khỏe rồi. Ổn rồi, thấy tỉnh táo rồi chưa? Đó, thấy chưa, ba ngón tay. Sao ba ngón? Như mấy ngón? Tám ngón nội. Cái gì? Tám ngón lận. Nè, nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 6, 7, 8 nè. Đó. Chà, tôi thấy cái bộ không được rồi đó. Ông phải coi lại đi nha. Nó đếm dạ. Sao mà ra 8 ngón? 9 ngón mà. Nè. Đếm sao 9? Quên, lên lộn, 9 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lóng. Đúng rồi, 9 mà. 9, vậy là hay. Đúng ra hôm nay á, tôi có mời ông bác sĩ này về đây. Sau khi ông chữa trị cho hai người rồi, có thể cho hai người về thăm gia đình. Ông này bác sĩ hả? Bác sĩ. Phải không, đi thử không nè. Cái này số mấy? Số 0. Sai rồi, số 3. Cái gì? Số 3. Số 3. Nói số 0 chỗ này nè. Không phải, cái này sao tính được, mình tính số bên này nè. Cái này số 30 ông nội ơi. Hả? Nè, cái này 1, 2, 3, 30. Ngu, số 03. Không ba hả? Nhưng mà với ổng là số 30. Thôi bây giờ đừng có cãi nữa. Trời ơi, thông minh quá. Bây giờ vậy, đừng có la. Bây giờ số mấy? 0330. Đánh bao lô hết. 0330 luôn rồi, chiều nay đánh sửa chủ luôn. 30 con gì? Con ơi, con thú. Không ấy, mình đánh 11 con chó nhỏ đi. À, nhớ con chó luôn hả? Là ông này là ông bác này sĩ chó, hả? Chó sợm đánh con gì? Vậy mình đánh 111. Ý nó nói anh cho già đó. Không ra đây chữa bệnh hay là ông tào lao vậy? Bây giờ vậy nè. Dạ. Tụi em cố gắng hết bệnh, tụi bác sĩ và anh rồi. Sẽ cho em về. Tụi em hết rồi. Chắc chắn là hết bệnh không? Chắc không rồi. Mà. Bây giờ em nói đi, lúc ở ngoài đời á, chưa vô bệnh viện, em làm cái gì? Trời ơi, em làm phí hình da dược không gian nội ơi. Trời ơi, ngay khớp luôn. Đây, nghiên cứu vũ trụ. Thì con rành lắm ha. Thấy được chị Hằng với chú Cụi luôn, có gì tới bắt tay gặp chú mừng sinh nhật nữa. Quá hay. Rồi còn em? Tôi hả? Ừ. Tôi trước khi vô đây là tôi là con người. Dĩ nhiên rồi, không lẽ là con thú? Mà vô đây bắt đầu tôi từ trở thành con thú lên. Tại sao lại thành con thú? Ai trong biết? Khi vô đây một ngày ba bữa cơm, có thuốc uống nữa, thậm chí có em gái ngồi kế bên nữa, mà sao thành con thú được? Muốn mà biết là có chắc là bình thường hay không, mà phải trải qua một cái bài gọi là trắc nghiệm. Tiếng Anh gọi là testeromation. À. Không, bây giờ vậy, tụi em sẽ chứng minh tụi em hết bệnh rồi. Lập tức ngày bác sĩ sẽ thả cho tụi em về. Chẳng hạn như em ở ngoài em có bằng lái chưa? Có chứ. Có bằng lái không? Rồi. Xe gì? Cái xe gì cũng có hết. Bây giờ vậy đi, em hãy tưởng tượng cô không, này là một chiếc xe. Em là con ngựa mà. Nhưng mà cứ coi giúp cho em nó đi. Vậy bây giờ em hãy leo lên xe em lái đi. Xe này xe gì vậy? Xe này xe chắc cũng xe ngựa hả? Em nghĩ sao bé em nói xe ngựa. Chứ bây giờ anh muốn xe thỏ gì? Thôi. Xe thỏ. Xe thỏ. Xe thỏ. Bây giờ ghi đông đâu? Đây. Dạ. Ghi đông thấp quá vậy? Ừ. Không, cái đó là cái yên rồi. Bây giờ cái ghi đông nè. Cứ căng tay làm ghi đông đi. Đó, rồi. Bây giờ cầm lên ghi đông đi. Rồi. Tìm coi cái nút đệ nằm đâu. Ở đây nè, ở đâu đâu đây nè. Nút đệ nằm sao? Ở trước là nút đèn khác. Làm cho đúng. Không ấy nút đề nè. Không. Đây. Nút đề nào đây? Không phải hả? Đầu phải hướng đằng trước. Nút đề, cứ coi tưởng tượng ra nút đề đây. Là cục này nè, nút đề. Cục này đề hả? Rồi. Đâu cái nào nhô lên mới là nút chứ. Bên này nút kèn nha. Bóp kèn đi. Kèn này chưa gắn tiếng thì sao chưa ngộ vậy? Rồi, xe này ổn quá rồi. Bắt đầu chạy nha. Ủa em phân khối bao nhiêu vậy? 250. 250. Có bằng A2 chưa? Tôi bằng gì cũng có, bằng lái máy bay tôi có luôn rồi. Hay quá. Vậy thì tưởng tượng này là máy bay đi. Bay luôn, máy bay luôn hả? Cái dù của em đâu? Cái dù á, dù phi công á, trái nó nhảy á. Nè cái này làm cái dù chùm. Rồi. Trời ơi. Được hết. Bác sĩ vô đây uống thuốc liền luôn đó. Dạ, để vậy đi. Rồi. Bác sĩ nó vô nghe vô. Rồi bắt đầu đây đi. Đây. Nổ máy đó. Thôi bây giờ nó không có chơi số đạp nữa cưng. Nút đề. Đây, cậu ơi, đây. Đút chìa khóa vô, trời ơi. Đút vô đây nè, dặn cái đó. Rồi đề nè, máy nổ nè. Hay quá. Rồi, phải chạy. Chạy đi. Xe ga chứ không phải xe ngựa, con ơi. Chạy luôn. Chào thím Bảy.
Vẫn còn đọc sách hả? Rồi bác ngồi đọc sách hoài luôn ta. Anh làm cảnh sát giao thông anh hỏi lại đi. Wow. Chào anh. Dạ chào. Anh cho coi bằng lái xe. Khó quá hả? Ờ để quên nhà rồi anh. Tưởng tượng cũng mình được. Không, mình không. Mình không, mình không. Mình không, mình không à. Mình không là cái gì? Mình không là mình không á. Mình không à. Tôi không có giỡn mà. Mình không à, bỏ đi, mình không. Tôi không có biết ai là mình không hay không mình chứ. Biết không? Biết là phạm lỗi gì chưa? Lỗi gì anh? Vừa chạy xe vừa nhảy. Đâu có nhảy đâu. Có cái xe nó nhảy mà. Nó nhấp dữ vậy. Cái xe nó phải nhảy. Cái đó là do ổ gà. Cái khu đường này nó còn dấp. Đúng vậy, anh phạt quan người ta rồi, tội nghiệp. Thôi hai đứa lên xe chạy tiếp nữa đi. Không mấy giờ phạt quan thối tiền lại cho tụi em đi. Hôm qua em đi chùa hương. Dắt xe vô đây đi. Qua có bò hỏi xoan. Cùng thầy mềm nắm đầu xoay vừa. Nhỏ nhỏ cái đuôi càng cao. Em đeo cái giày em đào. Quần lẫn áo thêm. Ai bà này bác sĩ đó. Bác sĩ à? Bác sĩ nhưng mà bà hòa nhập với lại bệnh nhân cho nên bà giống bệnh nhân hơn mình nữa. Bác sĩ quá bộ tới thăm chúng em có điều gì dạy bảo? Trời hôm nay nắng đẹp nó sợ luôn. Bác sĩ. Bác sĩ. Ê, cỏ xanh quá nè. Chứ chờ bác sĩ cũng vậy hả trời? Nguyên con ve chó trên mặt mâm. Thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi hân hạnh rước được một ngày gọi là khoa học gia vũ trụ. Ngày tới đây có nhã ý là sẽ chữa cho hai bệnh nhân chúng ta khỏi bệnh để về quê thăm gia đình. Gia đình đã mong chờ các em này lâu năm rồi, cho nên là bây giờ là đề nghị bác sĩ xem lại hai bệnh nhân có đủ điều kiện chưa để cho ba chúng tôi cùng về. Hay lắm. Dạ. Chị. Hai tên tên gì vậy? Chị tên gì á? Gì? Trời ơi, chị tên gì chị biết chị chết liền á. Thì tụi em cũng không biết gì. Bác sĩ. Công nhận ha. Trời nóng chết luôn vậy đó. Chị cái mền của em đang quấn trên người, chị muốn đi vô phòng lạnh. Chị nằm chị, hình như em nghe anh này nói là chị tên Sĩ, họ Bác là bác sĩ. Ủa? Chết mộ đây mới bác sĩ nè. Bà này lòi sĩ rồi, qua đây. Nè, ngồi xuống đi. Dạ em đứng lên ha bác sĩ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống không? Không chết đến bây giờ. Sao? Thấy trong người sao? Khỏe chưa? Dạ tôi vẫn khỏe. Hồi sáng chích thuốc chưa? Dạ hồi sáng em có uống thuốc rồi. Nhưng mà chích thì ông này ông dành chích luôn hai mũi. Trời đất ơi. Muốn về với gia đình là phải chích đủ liều lượng nghe chưa? Dạ có. Ráng cố gắng phải chích đủ. Chích thuốc chưa? Dạ em chích dư hồi sáng rồi để tranh thủ về. Số mấy? Ngón út. Ủa mày? Không một. Ngón út. Không một. Số. Số 10. Số gì cái này ngón tay mà số gì cái này. Trời mà... thử sao quá. Cái này là cái gì? Làm như rồi. Rồi vô khu đặc biệt luôn rồi. Số mày? Em tỉnh rồi bác sĩ. Móng tay đắp xong. Số mày? Qua khu đặc biệt luôn. Ê, ấy ơi. Qua luôn. Qua. Đây có 4 lần. 1, 2, 3, 4 lần. 4 được. Ấy là 3, 3, 4 là chú sĩ bị lỡ rồi. Ủa mày. Qua khu đặc biệt. Cái này nó có được tính giống cái này không bác sĩ? Số mày. Ai nhắc bài em đi có được gọi người thân tới chạy đi. Số 10. Trời em được về rồi, thấy chị mới bệnh rồi. Đưa lên phòng cấp cứu. Trời ơi. Chích bao nhiêu thuốc cũng không hết. Ông có chích mỗi lần đem vô con dành uống không à? Bởi vậy cô không bao giờ hết bệnh là hết rồi. Không bao giờ hết là vậy. Hết rồi mà. Hồi nãy là tôi đã thử mấy người này rồi. Bây giờ tôi sẽ thử anh. Dạ. Anh là tôi thấy ổn hơn những người khác. Dạ thưa bác sĩ. Số mấy đây? Đó. Thà bác sĩ chỉ. Cái giếng tụi xì cái giếng. Vậy nó cái giếng gì? Cái giếng. Dạ số 2. Tại sao lại là số 2? Dạ dựng lên vậy. Em móc thêm nữa thành số 2. Rồi, ủa không ra số 2, ra số 6. Vậy thưa bác sĩ em nói lại đâu. Số 6. Số này là số mấy? Số này khó quá vậy bác sĩ. Hình như nếu đúng ra là số 6. Đúng rồi số 6. 6 nè nó quẹo nè. Số 6 cái mỏ má. Trời ổng ngóc luôn, có móc cái gì rồi kìa. Số mấy? 6, 3, 1, 2. Quay đi chơi. Khó quá bây giờ. Số mấy? Quay đi
Số 1. Tào lao, cái này là cái like ở trong Facebook. Con đó là số 1. Phải khó quá à. Không biết cái gì hết. Đúng ở rồi. Trong này bao nhiêu thuốc rồi? Hả? À, chị đốt lại đi. Chị cho mọi người bao nhiêu thuốc rồi? Bệnh nhân bị chết mới. Đưa cái áo đây. Sao vậy? Suốt ngày lấy áo bác sĩ mặc không ha? Nó la nhỏ nhỏ thôi, lần nào chơi cũng la cho bự miệng. Đưa con non đây. Trời ơi là trời, chị ra gã này là gã khùng chúa đây đó. Hôm nay tôi nói vô tôi nghi rồi. Cãi mình bởi vậy hả? Thứ gì đâu vậy? Khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi. Này số mấy? Hả? Dạ. À không ai chung với mình. Dạ. Số 1. Rồi. Dạ. Nghe không hết bệnh rồi. Cái này số mấy? Ờ, số này số 2. Rồi. Hết bệnh luôn rồi. Trời ơi. Ổn rồi. Số mấy? Bác sĩ vô có khác. Số 5. Rồi. Cái này số mấy? Không. Chung. Nặng nhất nè. Ông ấy đố con nói được hết cho con vậy. Này số mấy? Nút like á. Số 1, ngu. Bên kia nói nút like mà. Khỏe chưa? Dạ. Khỏe chưa? Có còn bệnh không? Thưa bác sĩ, từ lúc em vô đây tới giờ em không có bệnh. Rồi, đang bệnh đó. Bây giờ vậy, mọi người sẽ trả lời tại sao lý do vô đây. Cô, tại sao cô vô đây? Em vô đây tại vì em thích em vô đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nghe là bà đi giải phẫu thẩm mỹ đó. Xong rồi cắt lộn dây thần kinh. Em vô đây em mới biết là em là một người đẹp nhất ở đây. Ngồi xuống đi. Dạ em đang ngồi rồi đó. Ngồi xuống. Dạ em đang ngồi rồi. Rồi đứng đi. Dạ em đứng cũng như ngồi mà ngồi cũng như đứng. Nằm đi. Dạ. Rồi rồi. Tại sao vô đây? Lúc đầu tôi là người bình thường. Xong rồi sau cuộc sống rồi tôi cũng bình thường. Thì bây giờ tôi vô đây tôi ở cũng là thấy điều bình thường. Ngồi xuống đi. Rất không bình thường. Không căng thẳng. Từ từ hết bệnh sẽ về với gia đình. Tại sao vô đây? Tôi vô đây là nó có nhiều cái trường hợp. Rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà tôi nhớ tiền, nhất là tiền nhiều quá không xài hả? Tôi hồi xưa là một người rất giàu, tiền nhiều quá xài không hết. Mà tánh tôi thì không thích cho ai hết. Đúng, tôi biết cái đó tôi rành lắm. Mà tôi có rất nhiều người yêu rất nổi tiếng. À. Những người tôi yêu toàn trong giới showbiz. À. Những ngôi sao ca nhạc. À, biết. Không liên quan. À. Thì, sau đó đó. Khỏe rồi, khỏe hơn qua rồi. Lát lên bệnh viện trung ương. Chưa nói hết mà. Khỏi nói đi. Sao vô đây? Rồi ở đây đây luôn đi nha. Sao vô đây? Trách nhiệm em phải vô đây. Trách nhiệm mới vô đây hả? Sao vô đây? Bệnh. 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 Bệnh nhất á. Hỏi sao vô đây? Hỏi sao vô đây? Bệnh. À biết bệnh. Bây giờ trả lời nè. Dạ. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Con nghĩ là cái trứng có trước. Tại sao? Giống như Tề Thiên vậy đó, nó nổ ra cái nó ra con gà. Tề Thiên là cục đá bà nội nha. Thì bây giờ con gà là cái trứng. Rồi ai đẻ con gà nào đẻ ra cái trứng mà cái trứng có trước? Thì Tề Thiên có ai đẻ nó đâu. Tề Thiên không có, đang nói về con vật. Thì Tề Thiên là con khỉ. Tề Thiên là cục đá đang về được sinh nở. Cái trứng có trước hay con gà có trước? Nhưng mà con hỏi bác sĩ Tề Thiên là con gì? Ừ thì nó là con vật. Đúng rồi. Ừ thì con gà cũng là con vật. Thì hỏi bây giờ họ cái trứng có trước hay gà có trước? Đâu hỏi Tề Thiên. Gà có cái trứng có trước. Con gà có trứng có trước. Thường lắm. Tội nghiệp gia đình. Không trả lời đúng mà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Dạ thì lúc nào tôi cũng suy nghĩ như vậy. Thực ra khi mình đặt ra câu hỏi cái trứng có trước hay con gà có trước. Đúng rồi. Đó là do ý thức của mình. Đúng rồi. Tự vì nếu cái trứng có trước thì cái gì đẻ ra cái trứng. Đúng. Mà con gà có trước thì cái gì đẻ ra con gà. Đúng. Cho nên có thể suy nghĩ được rằng thậm chí không thể nào có con gà có trước mà cũng không thể có cái trứng có trước. Trời. Mà cái quan trọng nhất là ở đời này cái gì có trước để nó có thể sinh ra những cái có trước từ cái có trước rồi. Đó. Gửi email đọc sao? Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi bệnh tôi đâu biết gì đâu.
Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi có trước. Vậy là ba đẻ hai đứa. Tại cái mặt tôi cũng đâu có khác gì con gà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Em kỵ con gà, anh hỏi con khác luôn. Tại con gà em kỵ, đang ngồi kế qua đây với con gà em kỵ nãy giờ rồi. Rồi né né. Hỏi về đi chú. Con cá heo có trước hay là cái trứng có trước? Cá heo đẻ con. Ơi, thông minh nè, thông minh nè. Để tôi hỏi ông già. Ông làm già nhất ở đây nè. Ba ông có trước hay má ông có trước? Mày có trước hay tao có trước? Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một số phận và ai cũng có một tình cảm. Những người tâm thần, họ cũng cần có những người để sẻ chia về tình cảm. Họ cũng có một số phận, không ai muốn như vậy. Nhưng vì cuộc sống có quá nhiều đau thương, quá nhiều trắc trở, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để nhìn họ với một cái nhìn khác hơn. Chúng ta phải hiểu họ, phải thông cảm. Dạ dạ dạ. Đi 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 chưa? Đi trả đồ cho bác sĩ cái gì? Ủa, ở trong phòng tôi là nó mới nhỏ bạn. Nó mới nhỏ. Bán gì ạ? Dạ bán củ, hai thằng giữ con củ. Củ gì? Ủa anh cứ quẹo anh bán gì mà kỳ vậy? Ờ, bán củ của cà dốt. Ê, buôn bán sang trọng mà vỗ vỗ cái đùi tưởng bán củ. Nè nè nè, nó nghe nó nghe. Dạ thì em buôn bán là mạnh. Em mới rao lại em bán củ phải không? Dạ dạ. Sau đây thấy có con củ một mà nó bán củ nhiều củ chứ? Bán củ cà dốt. Đủ củ rồi nè. Bốn củ cà dốt lận. Anh Phan, để em giao một cái là chất giống luôn. Giao cái mua liền. Giao đi cu búp. Giao phải có âm nhạc. Rồi, vô. Giao xanh ớt đó cu hành rồi lại cà dốt. Giao xanh cu hành cà dốt. Mời ai mua giùm. Mời vô mua. Xin mời vô mua. Là mời mua giao. Cái phương án đầu tiên là củ và mời mua rau hả? Dạ. Có giờ mua rau phải không? Muốn mời mua rau phải không? Mua rau đi, mua rau. Rồi mua rau, hỏi rau nè. Cái này nhiêu bó? Này vậy, vậy, vậy. Tùy heo anh. Nữa, nó bự bó nhỏ, tùy cân bán chứ. Có cân không? Có. Ở đây bán bó. Hả? Còn dễ luôn nè, dao nè. Nè, ví dụ vậy là 2.000 giữ nè. 2.000 giữ, nếu mà mua 5.000 bó thêm một cộng hành. Ê, không có hành, bó cộng đâu muốn. Cái gì kỳ vậy? Có hết. Có gì bó đó. Sao bó nhiều vậy? Mua 2.500 bò có 1 cộng ra muốn hả? Dạ có bò luôn chú. Buôn bán khó khăn bò. Chú mua rau gì? Sao rau thấy dập tè le hết trơn vậy? Trời ơi, ta tươi gói dập đâu, dập chú dập chứ ai dập. Rau dập quá. Mới sáng sớm gặp nhỏ này mà đi mua đồ dễ bị quýnh lắm. Rau dập tè quá trời dập. Rau dập. Mua rau, chú mua rau gì? Này là rau gì? Rau muống. Rau muống á. Sao giống rau lan vậy? Ừ, rau muống, rau lan gì cũng một. Rau lan là rau này. Ê bậy. Dao này hả? Dao này là dao mùng tơi. Dao mùng tơi. Nó buôn bán gì cũng biết rau này rau nọ, vậy bán chi cho nổi. Vậy mới là nghệ thuật buôn bán. Trời. Mình nói dao khác mà người ta biết dao đúng, người ta mua là hay. Rồi giờ này nhiêu bó? Bó này hả? Bó này 7.000. Mắc cái gì? Đâu có mắc, dao tươi mà. Dao tươi mà. Dao tươi giói luôn. Phải tươi không đó? Không tin chú ăn thử cộng đi. Thầy chưa luộc chưa ăn. Thì tươi mà, tươi xanh mới mà. Thì biết là nó màu xanh rồi đó. Rau xanh là tươi xanh đó phải không? Rau xanh tươi xanh. Xanh như mà áo của chú á. Thiệt thằng. Thiệt. Xanh hơn đúng mà. Chú luôn. Xanh lè xanh lét. Nãy nói nhiều bó. 7.000 bó. Nhưng mà đảm bảo chất lượng không? Đảm bảo chứ, rồi con kêu chú cắn thử miếng đây là. Cắn chi về bỏ vô luộc ăn mới ăn được chứ. Thì chú muốn biết gì chú phải thử test thử tại chỗ chứ. Lo khùng test đây. Lỡ như rau sâu bọ hay là gì vô ăn ngộ độc sao mày? Chú con sâu ăn được nó không chết mà sao con người ăn chết được? Mày à, con sâu nó khoái ăn rau, con người cũng khoái ăn rau mà con người ăn vô là chết à? Không có chết được. Con sâu ăn vô không chết mà sao con người ăn vô chết? Trời, dao chú phải lựa mấy cái dao mà con sâu còn sống là lựa đó ăn đi. Trời. Con sâu nó ăn cái rau này là mình nên mua cái rau đó để mình ăn hả? Đúng rồi, nó ăn nó sống là mình nên mua nó sống. Mình ăn luôn con sâu nó béo béo. Không, mà vấn đề này là bây giờ trời giờ chú mua cái rau này rồi đó. Dạ. Nhưng mà vấn đề là rau này là có tươi sạch sẽ rồi trồng trọt bảo rồi đảm chú luôn. Trời ơi. Chú mà mắc lành. Chú mắc cừ ghê. Bây giờ con nói tiếng ngừ nè, không phải nói tiếng thú à. Dao này là dao sạch dao tươi nè, không tin chú cắn thử miếng đi. Mày cứ kêu tao cắn hoài, tao nói thì là cái rau này nó luộc. Đâu có cần luộc. Người ta nói
bây giờ cái rau này là rau xanh phải không? Nhiều khi ta nói là bây giờ á, cái rau người ta sử dụng ba cái loại thuốc gì á, cái nó là nhìn vô nó xanh lé nhưng mà ăn về là ngộ độc chết luôn á. Ông ấy chú đợi con kêu ba má con vô thử đi. Đúng rồi. Ba má ở đâu? Chú mua đi, trời có bó rau mà kêu ba má. Trời vậy? Nói đàng hoàng chứ. Rau sạch, rau xanh. Đúng không? Ăn vô không ngộ độc, đảm bảo. Mua bó dao 7 ngàn. Không đủ tiền mua hộp salon bát dán lưng đứng lấy cái rau nữa. Ủa, hai anh chị là tôi ba má nó, chủ tôi ba má nó, tôi chủ vựa rau, chủ cửa hàng này đây. Dạ, mua rau đi anh. Hồi nãy có hỏi là bó rau này nhiêu thì mấy đứa nhỏ nói là 7 ngàn bó. Dạ đúng rồi. Thì tôi đồng ý mua là 7 ngàn là hơi mắc hơn bên kia rồi đó, đúng không? Nhưng thôi, mà chủ bây giờ chú làm dân phòng tôi bớt cho chú còn 6 ngàn vậy đi. Bớt cho chú 1 ngàn đi con. Không, bớt chú ơi. Cái vấn đề bớt á là tôi chấp nhận, tôi rất là cảm ơn anh bớt cho tôi, đúng không? Nhưng mà vấn đề là tôi muốn hỏi là cái rau này có sạch, có xanh hay không? Dạ, ăn xanh. Vô có bị ngộ độc không? Chú không biết màu hả? Chú không biết phân biệt hả? Bị mù màu hả? Đây màu xanh, đây màu đỏ. Đây hồng, cánh sen. Không phải, ý tôi nói là xanh là về mình luộc lên á, ăn vô nó có bị cái gì? Quan trọng là người biết luộc hay không. Chú luộc chú đậy nắp nó đen, chú dở nắp ra nó xanh. Vậy thôi. Bây giờ chú biết nấu không? Không. Chú biết nấu thì nấu cho sôi lên. À. Xong chú bỏ vô. Rồi. À, bỏ vô xong xuôi chú đảo một dòng nước vừa sôi lên chú gấp ra nó sẽ xanh. À. Còn chú đậy nắp lại nó đen. Đó. Còn bây giờ mà nếu mà chú không biết nữa, chú mua bó rau này xong rồi chú thuê tôi 10 ngàn tôi về tôi luộc cho chú ăn. Đúng rồi. Có thêm 10 ngàn nữa. Lúc dài giờ ba coi, ba đi sáng giờ. Mà hình như là trước khi tôi ra đây á, là tôi nghe xung quanh ta nói là nhà này á, là bán toàn là rau, mà rau là sử dụng thuốc tăng trưởng không nha. Tôi mới ra tôi thử, đúng là màu xanh thiệt, nhưng mà tôi chỉ sợ là tôi ăn vô tôi bị ngộ độc thôi. Cái đó là chú sợ thôi, chứ còn gia đình tôi bán ế đem về ăn vẫn bình thường. Ờ đúng rồi. Đó, cả nhà tôi là sống bằng rau, thấy không? Cả nhà tôi 4 người, thấy không? Ai cũng xanh như rau, thấy không? Xanh rau, xanh rau, xanh rau. Ăn cái rau nhiều quá, mặt xanh lè, xanh lé luôn. Nhà con ai cũng đẹp hết. Sao giờ chú đứng đây chú nói gì chú cười? Giờ có mua không mà sao cười hoài vậy? Không, bây giờ tôi ra tôi hỏi trước. Tôi hỏi trước thôi, phải không? Tôi hỏi trước, tôi nhờ hai người bạn của tôi lại đây nè, kiểm tra giùm tôi cái rau này có sạch có xanh mà đúng như là bà con người ta nói là hả, cái rau của anh chị là toàn ba cái thuốc trừ sâu không, chú, thuốc tăng giờ, trưởng không à. Bây giờ tôi nói chú nghe nè, bây giờ chú muốn cho người kiểm tra rau tôi vậy? Đúng rồi, chú mời tới đây. Đây rau tôi rõ ràng là xanh. Đúng còn rồi. Sạch hay không là chú phải về chú rửa chứ đâu có rảnh rỗi đâu rửa cho chú. Đúng rồi, đúng rồi ba. Đúng rồi, đúng rồi chú. Bà hay quá nè. Thấy chú mà công nhận nha, chú này dễ thương. Đứa này công nhận á, chú có bạn với Chí Tài không? Trời ơi, mua mà tính quá luôn. Có chú Chí Tài ngay nhà mình đó con, đâu có ai ăn được tiền ổng đâu. Ôi trời ơi, con biết không? Chí Tài đó. Nói vậy là ở đây bán rau biết ông Tài bạn tôi luôn hả? Đó, trời ông Tài đó nha. Bạn tôi. Không, mấy chú kia tới ca đó nha. Coi như là đến là giả bộ nó nói chặt xin về không à. Xin không bao giờ trả tiền. Mà bữa nào ông trả tiền cái là rau nhà tôi ế luôn, không ai mua mới ghê chứ. Thôi giờ, Tài ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà kêu bạn bè nhanh vậy? Mua rau đi. Mua rau đi. Chào chú. Nè. Nói nghe. Giết người. Nè chú. Giết người. Chú dù không cho người khác là chú có tội nha. Có pháp luật nha chú. Giết người. Cái gì giết người? Nó lâu lâu xuất hiện nhà mình là câu giết người à. Kỳ cục ghê. Không ấy, con thấy cột sợi dây là con thấy kỳ kỳ rồi. Sao nay cho đồ kỳ vậy? Bị gì? Giết người. Thôi kệ, ông già, ông bệnh, kệ ông đi. Giết người. Cái này là dao xanh. Mày giết dao người. Xanh. Mày biết cái gì? Đến đi. Tao già rồi, tao biết giết người. Thuốc không trong đây thì đó, tao ăn tao nói không nổi. Con tao nó ăn nó mới 6 tuổi mà nó già như 60 tuổi. Con vô đây ba biểu cái quan trọng là chú ăn ở đâu. Chú ăn ở đâu? Chú mua ở đâu? Tao mua rau ở đây gì tao luộc nè. Ba. Trời ơi, 6 tuổi mà nó già như 60 tuổi. Ăn rau ở đây mà bị đó.
Tôi mua rau ở đây không, ngày nào tôi không mua rau ở đây. Con chưa bao giờ bán đồ cho chú. Tôi nói chú nghe nè, chú dây còn dư làm dây gân quần nữa không? Chú nói vậy làm đúng. Đây dây tôi dây trắng vậy chú, dây vàng. Hôm qua dây vàng. Hôm qua nó còn dây vàng. Ở đây tôi chỉ còn dây thun và dây vàng. Nó giết tôi rồi, nó giết gia đình tôi. Ba, ba, ba có sao không? Nè. Sáu, nói nghe nè, đứng dậy coi. Sao hay vậy? Ra kêu giải quyết cái vụ rau. Nó bán rau thuốc trừ sâu. Rau thuốc trừ sâu, ta nói nè, bà con lối xóm nè, nộp đơn đưa cho tôi, nói là kiến nghị quá. Kiến nghị là cái con bán thuốc trừ sâu chứ, con bán rau có thuốc trừ sâu chứ đâu có trừ người đâu mà sao lo quá vậy? Coi đó, coi. Đó, đơn khiếu nại rõ ràng nè. Người ta ký giấy hết rồi, người ta đồng ý khiếu nại gia đình rồi. Ủa danh sách này của xóm trên mà nó phải xóm mình. Xóm trên cái gì? Tên vợ nhà hàng ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Chúng tôi là con dư khu phố Hậu Quán Tiểu Lâm nè, nè đúng không? Đó. Đúng không? Đó, đúng chưa? Giết người, nó giết người. Đúng, đúng. Từ. Gia đình. Bây giờ trong đây ai là cán bộ? Là tôi cán bộ. Rồi, bây giờ anh là cán bộ. Rồi, anh nói. Nếu cái đơn như vậy thì anh thấy đúng hay sai? Trên này có cái chữ gì anh biết không? Làm một cái đơn gì đúng luật hay không đúng luật mà anh nói người ta ký, anh tự làm rồi anh vu khống cho tôi. Không có. Đây nè, coi cái đơn vậy có đúng hay sai? Ai mà giết nhau giờ cái đơn không, cái đơn nó phải có dấu giết dọc chứ sao giết ngang không vậy? Cần có dấu, hai câu đầu tiên phải có, cần hai câu đầu tiên phải có mà viết dọc chứ không có viết ngang như vậy. Không có ngày tháng, không có ngày tháng đó, theo trở kèo nhưng theo. Vẫn giết người, giết người. Đưa đây đó, cái đơn cho chú không? Phải có cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ hồi nãy ông hỏi tôi phải không? Tôi nói là người dân người ta giết chứ tôi có giết đâu. Đúng rồi. Người dân người ta giết. Người dân người ta không biết. Anh là cán bộ anh phải chỉ cho người ta. Không, người ta giết xong người ta mới đưa tôi. À vậy thì nếu anh cảm thấy cái đơn này không đúng, anh không có quyền cầm. Anh kêu bà con giết lại. Nhưng mà thuốc vẫn có gì đâu. Giết người. Ê vậy trời. Ông này chắc có ngày tôi giết ông luôn á. Ông vô đây ông có du dạ gia đình tôi rồi cái ông sao? Ông ơi, giết luôn hoài. Sao? Mày nói gì vậy? Ba có sao? Vậy sao rồi sao? Vậy. Ba có sao không? Bán thuốc trừ sâu. Bán rau có thuốc trừ sâu, con tôi nó ăn riết. Nó 6 tuổi bây giờ thành 60 tuổi luôn rồi. Tội nghiệp đúng không? Chú nói như vậy tôi chú đừng có vu dạ đi. Thôi đi, tôi giải quyết cho. Bây giờ chú nói là tôi bán thuốc rau có thuốc trừ sâu. Đúng rồi. Con chú ăn vô nó vô nó bị vậy. Đúng rồi. Bây giờ chú này đang bình thường. Đúng rồi. Tôi đưa tới đây. Ăn thử đi chú. Đây ăn thử. Này chú. Đây trước mặt chú tôi cho ăn thử. Đúng rồi. Đây cái này. Bây giờ nè, trước mặt chú tôi cho ăn thử coi có bị gì không. Ăn nhiều vô. Ăn đi, chú ăn nhiều vô. Chú ăn nhiều vô coi thử chú có bị không. Ăn nhiều vô đi. Ăn đi nha. Đây là bạn của chú hại chú chứ tôi không có hại. Nè, đó em này. Chú luộc sao ăn? Ăn sống, ăn sống. Ăn sống được. Rau này ăn sống được hết. Ăn gì nè, rau ăn sống được mà. Đâu. Trời ơi, ba. Ba sao, sao? Sao rồi? Giết người. Giết người. Hồi nãy anh nói là con anh ăn là nó bị vậy phải không? Nó lỡ rồi ăn thì nó ăn luôn đi, nó thử giùm tôi luôn đi. Trời ơi. Có bị gì không con? Thấy chưa, nó ngộ độc rồi. Ăn nó tỉnh dậy luôn rồi. Trời ơi, cái lưỡi nó lại rồi. Chào chú. Đó. Mẹ chú. Tôi. Mẹ chú. Cái này tôi gọi là lấy độc trị độc, vẫn có độc, giết người. Chắc tôi giết ông luôn quá. Ông dựng chuyện quá. Tôi quen ai chứ, quen ông Năm Dạ này, ăn thua gì. Thôi đừng Năm Dạ nữa. Con ơi, con sao rồi? Con sao rồi? Bình thường không? Khỏe chưa? Khỏe chưa? Khỏe. Ừ, thôi về. Ở lại đi. Hả? Trời ơi. Anh vậy thôi á. Gia đình này ngộ lắm, lúc nào vô chọt à. Ủa gì vô duyên hả? À vô chọt ở đây vậy á. Kêu ra đi giải quyết, nói bà con khu phố nó kiến nghị ba vụ rau. Bây giờ tôi nói chú nghe nè. Đúng à. Bây giờ không phải muốn nói người ta như sao nói. Gia đình tôi cũng buôn bán cực khổ, không ăn cướp đánh giật gì của ai. Bây giờ mấy chú á mà muốn kiểm tra cái này á là mấy chú phải kiểm tra tận gốc kìa. Chứ còn đây tụi tôi mua đi bán lại mà. À, cũng đúng. Cái sạp giống vậy á đâu có bao nhiêu đâu chú. Chú lên chú kiểm tra chợ đầu mối á. Rồi chợ đầu mối nó dẫn giết chú người, lên chỗ người ta đọc á. Gì nữa? Con tôi bị nặng lắm rồi. Thôi à. Thấy chưa, tôi nói rõ ràng mà. Này là, đi ăn đi.
là nó chơi hip hop mà. Nó bị đạn hư rồi. Phải cho ăn chơi hip hop mà. Phải cho ăn nữa không ấy? Ăn bây giờ cái loại đó là có thuốc rồi. Bây giờ chắc là có thuốc. Đây nè, ăn cái loại này nè. Này là gia đình tôi để dành ăn này, không bao giờ bị. Ăn cái này là tự nhiên. Cộng con lôi nha, nát luôn. Trời ơi, con ông công nhận giỏi ghê nha. Ăn trái không đủ ông ơi, cho thêm trái nữa đi ông. Đây, ăn thêm trái nữa cho tỉnh đi con. Đó, à, con ăn đi. À, giỏi con. Trời ơi, nó giống như con thỏ. Giết đi, người. Con thỏ. Giết con thỏ. Cứ ăn trái đi chứ. Anh hỏi mày. Anh ơi, ở nhà anh làm cái gì mà con anh chú, con chú bây giờ bị gì thần thiệt quá. Anh bị cái gì, anh bị gì mà anh dạy anh nói đi. Nó có con cha vậy, nó bị thiểu năng là đúng à, rồi. Suốt trời ơi, biết người không à. Sao mới ăn qua hai chứ, mà nóng dữ vậy. Anh ớt là nóng chứ. Hả miệng đi coi. Đó. Giết người, giết người. Nè nha, đừng có xạo cái cha nội kia, ta giết người là cái nào con ăn xong nó phải chết. Có chết đâu, cái mặt nó còn tươi tỉnh hơn nữa kìa. Đi về. Đi về. Đi về. Giết con. Giết con. Giết con. Giết con. Chạy con. Trời ơi, trời, cú đập phun nguyên miệng ớt trong mặt tôi luôn á. Cái đó đó là do người ta, bà con người ta sợ, người ta nói vậy thôi. Chứ thật sự rau này á là rau tụi tôi tự trồng, gia đình tôi trồng. Vậy hả? Không có bón thờ, phân bón thuốc gì bậy bạ. Nói thì nói chứ làm gì thì làm, cũng phải giữ đức cho con. Chứ đâu có ai gì chút quyền lợi riêng tư của mình mà đi hại bà con vậy đâu. Chú yên tâm đi, rau này rau sạch, rau nhà vườn tôi làm á. Nhớ nha, rau sạch đàng hoàng để bán cho bà con. Để tôi về tôi nói với bà con. Cứ nói với bà con, ăn rau gì của tôi thì yên tâm. Chú về ăn thử rồi. Rồi, tặng chú luôn á. Rồi, chú ăn thử đi nha. Cảm ơn ai đi nha. Rồi, em đi. Lanh như quỷ vậy. Trước đi, tôi mệt, tôi nằm ngoài này chút. Thôi, không có ông, tôi chả ngủ được ý. Bình thường á, à, tôi muốn ngủ ông cứ phải ôm ôm tôi một tí cơ. Cô ở đâu? Cô ở đâu mà cô vô cô sàm sỡ tôi vậy? Mất gì chưa?
cái trần đời ai oán thì có con gái là bị sàm sỡ và bị mất. Đàn ông con trai có cái gì mà sàm sỡ mà mất? Nhưng tôi là người đàn ông đàng hoàng. Tôi là thanh niên nghiêm túc mà. Tôi cũng là người phụ nữ đàng hoàng. Tôi là học sinh gương mẫu. Cô gương mẫu tại sao cô vô nhà tôi? Anh quên rồi sao? Hôm trước anh đi với bạn bè anh uống say. Lúc đấy anh bảo anh cần một vòng tay nên anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Anh bảo bất kỳ lúc nào tôi muốn tôi đều có thể đến đây để say cùng anh đêm nay mà anh quên à? Xin lỗi cô. Trong gia đình này tôi là người đàn ông đàng hoàng nhất. Tất cả những người đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Không phải tự dưng tôi đến đây nhá. Không phải là thèm hơi anh mà đến đây. Tôi đến để hỏi anh một điều đấy. Cô muốn hỏi điều gì? Đêm hôm trước lúc mà anh say ấy, anh chạm tay tôi. Sao anh bảo là em có thể đưa anh về được không? Thế tôi cũng đưa anh về. Thế nào mà tôi đưa anh về xong, hôm sau tôi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lại bảo là con đã có bầu. Bác sĩ nào giỏi như vậy? Chỉ đêm trước đêm sau là khám ra có bầu. Bác sĩ vừa là bác sĩ vừa là thầy bói. Một tuần sau tôi lại đến gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo bây giờ có bầu thật. Còn nếu như anh không tin, tôi có bằng chứng. Không tin à? Thậm chí còn là bầu con trai kia. Anh nhìn đi. Nhìn đưa kiểu đó sao nhìn? Đưa qua bên này mới nhìn chứ. Nhìn đi. Đây chính là bụng của tôi. Xin lỗi, cô tên gì? Đồ bôi bạc. Anh ăn nằm với người ta xong anh gieo rắc vào người ta như hạt mầm nhỏ bé rồi không biết tên người ta. Anh tên gì? Cô đã nói rồi, lúc đó tôi say xỉn tôi không biết. Bây giờ tôi muốn hỏi cô tên gì? Nói say xỉn là xong tất cả à? Có thể. Ôi chu choa, tôi lại tưởng đâu anh là cầu thủ bóng đá chứ. Đó chính là con của anh. Tôi đã đi xét nghiệm rồi. Xin lỗi cô, nếu tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi và cô chưa quen nhau, chưa yêu nhau. Trách nhiệm đó tự nhiên bây giờ cô đổ ra tôi. Một ngày một bữa tôi nhận liền được à? Không phải đứa con nào cũng là sản phẩm của tình yêu đâu anh. Anh nhìn lại tấm hình đi, giống anh như đúc. Nếu cô nói cái sản phẩm này không đến từ tình yêu thì xin lỗi cô, tôi cũng có quyền từ chối nó vậy. Còn cái chuyện nó có giống tôi hay không á, ở trong này tôi thấy toàn là muối vừng thôi. Anh ơi, đến bây giờ trong người anh có bao nhiêu cái xương sườn tôi còn biết nữa là học sinh và... Cô làm gì vậy? Anh xương sườn. Ôi, ai đây hả anh? Anh anh ai à? Đấy chị là ai đây? Tôi là vợ của anh Linh. Vợ của anh Linh? Ừ. Em cũng là vợ của anh Linh. Cái gì? Anh ơi. Mình à. Cái gì đây? Cái gì sao mà nhập nhằng này? Mình à, đừng nghe lời cô ta. Bởi vì thật sự ra bây giờ anh cũng chưa biết thật hư ra sao. Cô buông ra đi. Thì em có làm gì đâu. Không, tôi đàng hoàng, tôi trinh trắng mà kỳ cục. Anh ơi, bây giờ anh nói cái sự thật cho em đi. Em không hiểu sao mà bây giờ tự nhiên có một cô gái chân dài tới nách vào đây không mặc gì, phong phanh từ trên xuống dưới, xong rồi bảo là vợ anh. Khỏi cần diễn tả, tôi đang nấu ông nóng đây nè. Bây giờ đó, bà đã từng có bầu có thai rồi. Em nghiên cứu cái này giùm anh đi. Anh rối quá. Em hỏi chị một điều. Đêm hôm thanh vắng, nếu không phải anh Linh dắt em vào nhà thì làm sao em vào được nhà của chị? Đúng không? Gì diễn sâu quá vậy? Anh ơi, bây giờ dắt nhau vào đây, bây giờ chữa đẻ ra con này thế này hả? Đẻ đâu mà đẻ? Tôi có bầu rồi thế này. Cái này là đi khám ở đâu đâu có biết đâu. Đi khám chứ mà. Ngồi đây. Cái này vô bệnh viện xin được mà. Nhìn đi, tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này.
Anh nghe đi. Cái chuyện đặt hoài luôn á, hoài gì đó kệ cô. Cái đó là cái chuyện của cô, không có liên quan tới tôi, bởi vì tôi tên Dũng. Không có liên quan tới chuyện luôn hay không luôn. Này anh Dũng Linh gì thì Dũng Linh, tôi hỏi anh hôm anh ngủ với tôi anh bảo rằng chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không có vợ con gì cả, hôm nay tôi đến để đánh ghen đấy. Tôi đến ghen kìa. Tôi tránh ra, để tôi xem cái nào, có phải có bầu thật không? Chị sờ đi, đưa cái bụng ra xem. Bầu con trai. Ôi trời ơi, chị làm gì mà có con trai? Đúng không? Làm sao tôi biết bí mật đấy? Trời ơi, mặt của chị nhìn là biết trứng lát rồi. Trời ơi anh ơi, anh còn gai thật là biết là em không có khả năng đẻ con trai cho anh nữa cơ à. Mà điên à? Bây giờ nó có khai chi? Bây giờ làm sao mà nó biết ra trên này? Đúng, làm sao biết, làm sao biết? Làm sao có chìa khóa vào nhà? Bây giờ cả cái xóm này ai không biết nhà mình không có con trai? Nhỉ? Bà có đẻ được đâu mà bà la ôm sùm mà. Sao bà nhau cho người xem lưng? Bây giờ cô đừng có vô đây khuấy động cái cuộc sống yên lặng trong cái gia đình này. Ai xúi cô? Hả? Tôi không làm. Không làm mà? Bây giờ xong xuôi hết rồi nói là không làm mà. Gia đình mình lúc nào mình rối đầu là mình về gia đình mình là nó thoải mái trong đầu. Hả? Anh xem như thế nào đi. Trời ơi, gia đình xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Sao mẹ khóc dữ vậy? Có ba chuyện con rồi. Bỏ mẹ đi lấy con khác rồi con ơi. Con nào? Ba sao vậy? Bà đang rối não nè. Ba ai vậy? Tự nhiên có cái cô này nè, cô vô cô nói là ba ăn nằm với cổ bây giờ có thai rồi. Đấy, con thấy chưa? Ban, cứu mẹ. Con gái anh phải không? Em bao nhiêu tuổi? 20. Ok, hơn chị một tuổi. Ba, con còn lớn hơn nữa mà. Thôi bây giờ vậy, tôi ở đợi trong nhà cho tôi nói lại vài tiếng được không? Bây giờ tình hình bây giờ gia đình con đã tan vỡ rồi. Bây giờ ở với ba cũng được, ở với mẹ cũng xong. Thôi về ở với dì đi, sắp có em đó con. Mày phá hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, gia đình tôi đang im ấm, tôi không biết cô là ai, tôi không biết cô có ý gì. Được, bây giờ nếu cô nói cái thai đó là của tôi, nam nhi đại trượng phu, tôi làm tôi chịu. Bây giờ cô có đồng ý lên bác sĩ để khám và tôi sẽ đi thử máu để thử cái thai đó không? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau lên mà đấy đúng là thai của anh, tôi yêu cầu anh phải bỏ hết vợ con nhà này đi để đi theo tôi. Anh có chịu không? Ba, ba ơi, ba thương con nhất mà. Ba thương con như mẹ nhất mà. Sao ba mẹ không có nghĩ mà cái cảnh ba con bỏ mẹ đi để chết con ơi. Sao? Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy con ăn? Hả? Ba nói. Ừ. Ba, bây giờ ba có người ghét rồi, ba không có thương con nữa. Ba ơi, con trai bác với cháu bây giờ có bầu rồi, tên là Hoài luôn bác ạ. Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao, cháu cũng khổ lắm bác ơi. Có con trai. Vâng, có con trai. Thì con trai của bác. Đúng, cháu nội, cháu nội. Trời ơi, vui quá là vui. Không có được, không có được đâu. Bà nói không có được đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà nội không có được mà. Sao không được? Con là con duy nhất của ba thôi. Em ơi, bình tĩnh đừng khóc em. Em xe cái đấy không giải quyết thì nó nằm trong bụng chị em ơi. Vậy chị bỏ nó đi. Mày. Em ơi, bà ơi. Sao nó nói kỳ cục như vậy? Ba. Được rồi, bình tĩnh. Con gái qua đây nè, con gái. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đây. Dạ, mời mẹ. Mẹ. Ôi mẹ của con, mẹ ơi. Mẹ chồng yêu quý của con ơi. Chồng con là một con khô hố mà bây giờ nó cũng bỏ con. Mẹ ơi. Bỏ con hồi nào? Nó bỏ con, nó đi với người đàn bà khác đẹp hơn con. Ngày xưa nó bảo với con là nó chỉ yêu một mình con. Bây giờ nó lại rước một con khác về đây. Chân dài hơn con, da trắng hơn con, tướng nuột hơn con. Con không chịu được. Không có nói nữa. Sao? Chuyện nó có thật hay không? Hả? Dạ thưa má, con kêu má mà cái miệng con nó ngượng ngượng sao á. Tại sao ngượng? Tại con cảm thấy mắc cỡ trước má. Con là con của má mà con làm xấu hổ gia đình. Cô này á, cô nói con là trong lúc say xỉn. Mà lúc say xỉn mình đâu có tự chủ được đâu. Ủa? Ủa?
chứ thật sự là con không có tình ý gì với cô này hết. Ủa, ủa thế bây giờ con đã gần cổ, con đã tạo ra một cái bào thai, mà cái bào thai đó là nam, con biết mà. Mẹ từ lâu, từ lúc mà bố con mất, mẹ rất là cô đơn. Mẹ chỉ muốn trong nhà có một đứa cháu trai để là nối dõi sau này. Thì bây giờ có cái này rồi, rất là tốt. Người ta nói trai năm thầy bị thiếp chuyện bình thường, hiểu chưa? Má, cái gì? Sao má lại nói như vậy? Má nói sao? Má nói vậy là sai à? Bà ơi, lấy lại công bằng cho con với ạ. Ừ. Sao bà già rồi mà tay bà đô thế? Bà ơi, cháu không cần biết là bây giờ là say xỉn hay như thế nào đấy, nhưng đã gieo vào người cháu rồi thì là con của ảnh, đúng không bà? Đúng như thế. Mà bà lại có cháu nội để ôm nữa. Đúng. Bà hãy đuổi chị này ra khỏi nhà đi bà. Không được. Đừng. Từ từ. Chị làm mà chị nói đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Chị là mẹ sắp tới của em ấy. Từ từ, mẹ từ mình từ. Để cho bà. À. Sao? Bây giờ con, con là chồng, con quyết định sao? Mẹ thì mẹ muốn có cháu trai. Con không thương mẹ hay sao? Mẹ già rồi. Con thương mẹ. Sống bao lâu nữa? Con thương mẹ nhưng chịu trong chuyện này nó hoàn toàn vô lý mẹ à. Làm sao mà vô lý được? Mẹ chồng của con ơi. Con sao? Con tủi thân lắm mẹ ơi. Lâu nay ở trong nhà sống nhìn vậy thôi chứ con biết mẹ đâu có ưa con đâu. Đi ra đi vào mẹ, mặt mẹ cứ chầm dầm như cái mâm vậy đấy. Mẹ không có thích con. Sao chị biết? Thôi đừng có hỏi nhá, này chuyện riêng tư của nhà tôi nhá. Thế à? Mẹ không có thích con tại vì con chỉ sanh mỗi một đứa con gái. Trả tiền, trả tiền. Chuyện gì anh? 5 triệu đâu? 5 triệu gì anh? Từ từ anh. Gia đình tập trung ăn Tết hả? Gia đình đang có chuyện, tôi thiếu thốn anh gì gì vậy? 5 triệu? Giờ đang rối đầu quá, 5 triệu tiền gì? 5 triệu thì để tao còn đưa cho con nhỏ này 3 triệu nữa mày. Nhanh đi. Để từ tôi chuyển khoản cho, từ. 5 triệu đi. Biết rồi, biết 5 triệu bây rồi. Bây giờ mày có đưa không? Mày cái gì vậy? Tiền đó là tiền gì? Tiền kìa, không hiểu không? Tiền đứa tôi không hiểu, không hỏi làm gì? Ê, về về mày, không chưa? Về. Trời tiền ơi. 5 triệu đâu? Mày có đưa không mày? Phải, bà chủ đưa cho tôi mới đưa cho anh được. Tại bà chủ, bà mướn tôi làm tao cái gì? Tao không biết bà chủ vậy. Tự nhiên có bà vợ nào mà đi đưa tiền mướn con gái gì cho chồng mày khùng hả mày? Ai biết bà xuống tôi vậy? Sao lại để lộ hết thế này? Trời ơi. Thì bà chủ kêu tôi là mướn. Khoan đã. Chuyện này là sao? Dạ. Thì nói cho rõ ra, không thì chết với tôi. Đầu đuôi có chuyện là sao? Không lại. Hả? Tôi ai kìa cha tôi chứ? Khổ lắm. Chúng ta bao nhiêu tuổi không? Bây giờ tôi vô đây tôi lấy tiền mà tôi bị quánh nữa hả? Muốn quánh được không? Trời ơi, cái mặt cái góp vậy. Sao? Nói cho tôi nghe, chuyện gì xảy ra trong cái nhà này? Hả? Dạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Những cái việc này con bày ra là chỉ vì con thử lòng chồng con xem là chồng con dành cái tình cảm cho con như thế nào. Mẹ bỏ qua cho con đi. Ta mà tát mày chết đi chứ. Chị ơi, em xin lỗi chị, lúc đầu em nhận tiền của chị chỉ là định đến nhà làm quá lên thôi. Cuối cùng em làm việc có tâm quá, em lại có bầu thật chị ạ. Thế nào có tâm nhở? Ôi đừng lo, em đùa thôi, không có bầu đâu chị ạ. Cái gì? Ta xin lỗi bác nhá. Không có bầu à? Không có bầu. Không có bầu. Trời ơi, không lẽ tao tát này. Ôi bà này bà muốn là có bầu thế thôi, có bầu. Con trai thật. Nghĩ sao con nhỏ này không bao giờ có bầu được? Tại sao? Có được bà ơi. Chào, làm sao được? Anh làm được mà. Không được. Được. Thôi đi về. Ok. Để gia đình người ta giải quyết đi. Thôi đi về. Anh à, bà ơi. Ơi. Bây giờ con biết lỗi của con quá rồi. Thế bây giờ mà con xin phép mẹ cho con cùng con gái con chuộc lỗi bằng cách đi ra khỏi nhà này luôn được không ạ? Không được. Người có lỗi không phải là con mà là mẹ. Mẹ nói
mẹ ta quá cổ hủ, ham con trai làm chi, để cho con phải có những cái ý nghĩ mướn người này người nọ về. Mẹ xin lỗi con nha. Bây giờ mẹ hiểu rồi, con trai con gái gì cũng là con là cháu mình hết nha. Bà chủ, xin lỗi cho bà mẹ chủ qua ba. Nói chuyện với ông chủ kìa. Ba đừng giận mẹ nữa ba. Bà xin lỗi chồng con đi. Ông xã, ông xã ơi, ông xã của em tưng tưng em xin lỗi ông xã. Sống với nhau hơn 20 năm rồi, tới giờ này cô vẫn chưa hiểu tôi à? Dạ hiểu thì em có hiểu, nhưng mà tin thì em chưa. Được, hôm nay em đã tin rồi chứ gì. Dạ em tin rồi. Dù anh ở đâu em vẫn cứ tin anh chứ gì. Anh đi. Ba đừng đi ba. Ba đừng đi, đi đâu đấy. Anh ơi con à. Anh ơi anh đi đâu đấy? Anh đi đâu? Đừng có như vậy mà con. Lỗi là lỗi của mẹ, con đừng có giận. Không, con đi. Con đi đâu? Con đi đâu với cả nhà đi mà. Đừng có đi đâu. Vô lấy chìa khóa xe, xong rồi chở gia đình mình đi ăn, con khỏe quá rồi. Cái thằng Mỹ là hơn không? Mỹ gì đó? Trời đất ơi, cái gì vậy? Từ từ giải quyết. Giải với từ từ. Trời ơi, cái gì mà nói ra có vậy? Tài đó này, tài đó này. Hello, how are you? I'm fine, thank you, bye, thầy. Đúng đâu, này là cái nhà mà, đâu phải có gò ma đâu mà sao kêu qua em gò ma nào cả lâu nha. Lần đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương cho trân trọng tới Gia Chu. Mời Gia Chu ngồi. Nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm, không có lông không sợ. Dạ, không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó, mình lóc hết xương không còn răng, mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ nha. Cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ. Dạ làng là trên hết. Rồi, cho gửi đứa con đi. Đây đây, con. Ờ, thương. Nè con đi, chết rồi, nó đòi bù rồi. Bên đây con xưa nhiều nè con à. Tôi gia chú có cái gì cho bù đi. Ô. Thôi chịu thua con luôn. Biết sao không? Năm con khỉ thì chơi khỉ, năm con mèo thì chơi mèo, tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó, đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước là gia đình mấy người là gà con gái cho gia đình tôi. Ha? Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mọi người nói lại cho tôi nghe là gồm những điều gì trong một cái bàn ăn trong cái bữa tiệc. Làm trâu. Trâu 8-9 món vậy đó. Trâu. Trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi, ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè, bánh flan, cacao, dưa, cappuccino, pappadotti, matcha. Xuống dưới ăn, ở trên núi không có. Mình du nhập lên đây. Đó, ba ruti. Ồ, nó đòi bu suốt à. Cho nó bu, nó quen sữa già làng rồi đó. Rồi, ngoài cái đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi. Thì nếu mà già làng muốn đại gì thì đại thôi. Còn nếu không thì vô rừng bắn khỉ về ăn.
không được. Sao mà nhà này ngô ghê, nhà này có một cái truyền thống giết cái đồng vật khen, sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khi ngô ghê. Thì đâu có biết, bây giờ Gia Lan quy định á thì làm, đại đám cưới á thì ba con lên xó mà tới ăn vọng rồi về, chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn vọng. Ăn vọng rồi nó về thôi. Cái truyền thống gì ngô gì. Mai mốt mà ai mà tới đây tới ăn vọng, tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho vọng không. Tôi vọng vô trong mặt từng người. Cũng à, được, cái đó Gia Lan lớn mà, Gia Lan muốn làm gì làm. Rồi, bây giờ thì tôi cần là có mặt cô con gái ở đây để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Bớt tăng đồng. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa, nên trâu nhiều lắm. Điên là trâu hút nha. Rồi. Đâu đây, con. Bên đây bu đuổi rồi nè, bên đây bu nè. Rồi bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời. Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hạp y như tôi. Cái gì, bu 3 ngày rồi sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu à, vô người bu, chị. Nó bu. Chứ còn nếu nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Thì ra đây là con gây me. Con gây me. Con đây, vợ. Đây là con me. Ấy không phải là con me mà là con gây me. Chứ me ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu, mà là me. Thì làm vậy. Ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi. Là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có me thôi, con gái me. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm, lên tâm đi nha. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà. Không, tôi nói rồi, nó mê bu như lắm. Hay cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc mà bò dấu thôi cho nói, có dấu không nói được. Vì là cái này bày rồi, chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dấu. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. Sống thiệt với cảm xúc của mình. Mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Thôi vậy đi cho khỏe. Vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong gia tàu hết ha. Dạ hết. Dạ trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ giờ chồng tôi là sống thiệt tình cho làm gì có da. Chị da rồi, là chỉ có chị... lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Chứ ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi còn đã là lột da chi nữa. Rồi. Chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á là không có muốn lấy chồng mà nó muốn xuống thành phố á, nó học đại học. Nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó. Cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng. Rồi nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học. Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe đúng không? Thấy mấy đứa nó học thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chỉ cho nhiều, học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chí. Để chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm phân bón thuốc men rồi này nọ lo rẫy vậy cho rồi. Có chồng để chi ly phải học.
Học đến chi? Học về dạy lại thằng chồng. Phải chi, nó học lúc nhỏ thì được. Giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 dạ, rồi. Học gì nữa? Trời ơi, học, giờ học tới tuổi lấy chồng có, mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông à, biết là tôi không học hành gì trên. Hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhi tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị nhưng búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Còn một mình ông anh kêu tôi búp bê. Nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu à, ma dài, ma dài. Chắc là con gái mẹ cũng giống như con gái. Không, con, con. Nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con. Nó đỡ hơn. Vậy ha. À, để kêu nó về. Ờ, kêu kêu nó ra coi nó đẹp sao. Thôi đừng có mua nữa, chào Gia Lăng. Dạ, chào Gia Lăng. Chào cho đàng hoàng. Dạ. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm. Nha, nha. Nè muốn bu không con, bu luôn. Không, không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. À, nó nói Ả Rập rồi. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Đó, đúng rồi đấy, mình phải quay đúng không? À, chào Gia Lan á. À, chào Gia Lan. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tai tôi làm sao? Hả? Chào. Dạ, 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 dạ. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà lại cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây, yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con trai tôi nó không nổi. Nó phát tình bây giờ nó không nói được luôn rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Chàng Gia Lao, chàng Gia Lao. Gia Lao là gì? Chàng Gia Lao là chào Gia Làng. À, chào, chào Gia Làng. Tại sao hẹn ra bờ chuối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn khen. Hẹn ra bờ chuối làm gì? Kiếm em bé. Em bé nào ở dưới chuối? Kiếm em bé ở trong đây. Ê, bay, bay, bay. Không, đừng đi, có bay. Đi chứ không có bay. Bay, cầm bay ông nội. Trời ơi. Vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Hẹn bờ chuối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ chuối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ chuối không? Đừng đứng yên để giải thích. Có đi ra bờ chuối không? Trời ơi, nhau muốn chết luôn mày đi rồi. Nha. Mấy người lộng hành rồi. Ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng nhanh xanh vỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày thấy đã rồi cái chuyện là sao mày muốn. Nghe quen không? Nghe quen không? Cái vụ này tôi bị hoài à, ngày nào nó cũng vô nó chọt chọt xong nó chạy ra nó chọt chọt chọt. Ra bờ chuối đi. Hai đứa tụi bay. Hai đứa mày đừng này đi mày ơi. Bước qua bên đây. Bước qua loạn. Bước qua bên đây. Phải giải quyết cái chuyện này chứ tôi không có chịu được đâu nha. Là qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha. Hai cái chàng thanh niên nha. Có tin là tao tát một phát á là. Đi ra. Sao? Dạ là muốn nói gì? Văn, văn bi ơi, văn bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng đít mày chống vào cổ mặt mày bổ làm đôi. Răng môi mày lẫn lộn không hả? Chào mẹ ổn. Cái câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á. Bắt trước lại y chang. Quay cái đó gì không? Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, hồng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốn xác. Trời ơi. Xin già làng đừng tát con chờ quá, con đi về. Đi đâu? Mày ơi, mày không đi đâu hết trơn. 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 Mày không đi đâu hết trơn.
Tự nhiên đâu vô đây bao đồng trộn trộn đi. Đi vô vô ra là không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên trí đi, Gia Lan, không đi đâu đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là già làng. Trời đất ơi, anh là người yêu của em. Mày không phải già làng, mày không phải già làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chưa từ từ. Mày không nói về. Bây giờ mày không phải già làng, tao không biết gì. Em Khởi My, đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em, có một cậu bé mồ côi cha mẹ, mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ, nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza. Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa, hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ổng. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện nó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay đến chi thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Sao gì? Ôi! Cho trốn nữa. Trốn nữa. Thôi cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tới ta là Gia Lan. Bây giờ ta nắm quyền Gia Lan. Ồ đội cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu, ở đâu đây, chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta, và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là con trai của già làng. Nhưng mà về làng này phải biết nghĩa lễ, qua gặp người ta phải gặp ba gặp má chào hỏi chứ không phải ra vớt về giả già làng vậy. Lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi, anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ, đó là bắt gã ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu lực đội về cho ba ta. Lực vua chúng ta nên giữ là những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc tăng cường chứ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là Gia Lan nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửa với tao nói chuyện vậy đó. Đó, thấy chưa? Dạ, anh xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, còn ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra bày. Dạ, thôi vậy để cho con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi, được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau cứ nói đi. Ba gã sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi. Nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gã không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi. Ba nhưng mà chỉ con điều á là theo phong tục á là phải bắt rễ. Dạ. Về đây ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định rồi. Mai mốt là xuống gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới không mời tôi. Đi về đi. Đi về. Đi về. Đi về luôn. Đi về luôn. Hai cái đứa kia đâu rồi? Hôm nay là tới ngày học sinh thái rồi mà không có thấy nó đâu, mặt ở đầu chừng lần nào cũng trốn học là sao? Bỗng bị đâu?
giờ tôi làm gì đây trời, nhức đầu quá. Dạ. Ê, chào thầy. Dạ thưa thầy. Con là ai, tên gì, giới thiệu. Dạ con là Mỹ Mộng. Mộng Mì. Mỹ Mộng. Mộng Mì hả, đi qua đây. Ủa sao kỳ vậy. Đi qua đây, đi qua đây. Đi lẹ lên. Còn con tên gì. Dạ con là anh trai của Mộng Mỹ. Con là con của Sơn Tinh. Con là Sơn Thùng. Con hát ngang bài chơi coi. Dạ. Bài đó ú ủ ủ ủ nụ đó. Hát đi. Dạ thầy kêu con có thể dời non lấp bể thì được, chứ hát ú ú ù là con é é é luôn thầy. Không có hát được đâu, đâu thầy ơi. Sao con tên Sơn Thùng. Dạ Sơn Thùng đó, hát bài đó đi. Sơn Thùng là giờ thầy thấy cái thùng ra con lấy mình sơn 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 thùng này biểu diễn coi được. Chứ cái đó không phải. Lấy smartphone gọi ba má xuống đây chơi. Dạ con đi học là có quy tắc là không bao giờ đem điện thoại hay là sử dụng gì hết. Nội lực của con là có thể dời non lấp bể. Người xạo. Người nói vậy là người nói sai rồi. Là sao? Tại vì người xuống đây dưới biển, người học nè, không theo không có đem được, nó bị vô nước đúng không? Đâu được chứ, nè. Vô nước rồi không có đem được. Thầy, chụp. À! Đó. Thấy sức mạnh của con chưa? Dạ dạ con xin lỗi cô. Cái con, gì? Dạ. Người nói cái gì? Dạ. Dạ tại ố ố ố là con tưởng đâu cô. Mình học tao biết bao nhiêu lâu rồi, cô cái gì? Anh. Dạ dạ. Biết cỏ giới tính rồi. Dạ chưa bạc chí. Vậy chứ. Dạ. Đó, cái ngu nè. Thầy. Học cái trường này bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó. Không thấy thầy để giấy đẹp nè. Không mấy thầy. Kỳ ha, trời. Để không mấy hãy bay leo lên đầu tao ngồi đi. Đừng, con đang chăm sóc cho thầy. Con đang chăm sóc lại. Dạ thầy tụ họp hai anh em tụi con tới có chuyện gì ạ? Hai người học rất là kém. Đúng rồi. Đúng không? Nên á, hôm nay á, tao yêu cầu hai người phải dắt ba má xuống đây nói chuyện cho. Trời ơi, thầy nói kỳ vậy, con học rất là giỏi. Ngồi ba má xuống đây, không có nói nhiều nữa. Khổ thầy quá. Nói thầy nghe nè, mấy thầy để rồi, để con giúp thầy tháo luôn ha. Tháo luôn. Để tao mua đem mà. Bây giờ. Ba. Ba. Sao? Cha mẹ lại tới đây. Ủa sao thầy kỳ vậy? Sao vậy? Ủa thầy sao vậy? Thầy sao vậy? Dạ mẹ. Thầy bị đau chỗ nào? Đang gặp lại tình xưa. Tình xưa là sao? Không còn nhớ ta sao? Không còn nhớ ta sao? Ta đây. Nhớ chứ. Ta đi. Nhớ chứ. Nhìn như con cá chốt là hiểu rồi. Chạy tôi ôm ta đi, còn đợi gì nữa. Come on baby. Come on. Chuyện gì vậy ba? Gì vậy? Cái gì đâu vậy cha? Lộn. Chuyện gì? Chuyện gì nữa vậy? Trời ơi, sao lâu quá không gặp. Nè, giờ, cái bộ râu gì không? Giống quỷ vậy trời. Bộ râu gì kỳ cục vậy? Ta hận nàng và cha của nàng. Sao vậy? Chơi ăn gian, thông đồng với Sơn Tinh để gả cho Sơn Tinh. Ta buồn quá, bây giờ ta cạo râu ta cũng phải cạo theo hình trái tim bị nứt nữa nè. Ta còn xăm FA nữa nè. Trời ơi, ở giá suốt đời luôn. Thì ra tới giờ ngươi vẫn chưa có gia đình à? Đúng. Nghe ngươi là á, cả cuộc đời ngươi không bao giờ có gia đình đâu hả? Chà, Thủy Tinh, lâu quá không gặp. Ông vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe. Mặt ta trẻ hơn ngươi là ngươi biết rồi. Ta còn lo cho con cái. Ngươi chỉ lo nuôi trai đó mà. Tại sao ngươi biết ta có trai mà nuôi? Ở dưới biển không có ngọc trai sao? Có. Thầy à, sẵn ngày hôm nay cha mẹ con xuống thăm tụi con, thầy có chuyện gì cứ hợp với cha mẹ con đi. Dạ đây là. Đúng. Cha mẹ con á. Chuyện cũ bỏ qua, vì thế hệ tương lai ta gửi con ta học ở chỗ ông, có chuyện gì ông cứ nói. Ngày hôm nay có nhiều họp phụ huynh, mời thầy. Đầu tiên là con gái của ông xuống dưới đây học mà không lo học, chỉ ngồi mơ mộng còn viết thư tình nữa. Ở đâu ra? Trời
ơi, con không có cha. Con gái mới bao nhiêu tuổi đầu mà đi yêu sao giống má nó quá vậy? Trời ơi. À. Cái gì vậy? Con trai, tôi ngày xưa tôi đâu có yêu ai đâu. Toàn là sơn tinh cộng sơn tinh thủy tinh yêu tôi chứ tôi đâu có yêu ai đâu trời. Bà bỏ tôi. Bà không à? Bà bỏ tôi vô khống thích vậy đó được không? Còn con trai của ông hả? Xuống đi học mà không lo có hát, không có lo hát hò gì hết trơn á. Hả? Tên Sơn Thùng mà không hát tôi kêu sao mà không làm theo vậy? Hỗn xược. Sai, kiểm điểm, đuổi. Ủa gì kỳ vậy? Thầy gì ngang ngược vậy? Xuống đi học trường tao mà. À, tôi cho nó xuống đi học văn hóa, đâu phải cho xuống học nhạc mà thầy bắt nó hát. Xuống đây là học sinh thái, hiểu không? Dạ, học sinh thái mắc mớ gì tới chuyện hát hả thầy? Hát để làm cho tôi vui tôi mới dạy được. Trời ơi, cái gì vậy? Thầy à, bữa nay thiệt sự tôi rất là buồn. Thầy có thể hát cho tôi vui được không? Xin lỗi, ông không phải thầy tôi. Tôi không, tôi không phải thầy của ông, nhưng tôi là người đóng tiền để nuôi ông đó. Đúng rồi. Nếu tôi rút hai đứa con tôi về, hỏi thử thầy có mất dạy hay không? À. Thầy ơi, lớp này có mình con với anh con học, và đuổi hai đứa con thầy dạy ai? Sao thầy gật lắc tùa lưa vậy? Gật thầy lắc. Đang bế tắc, thầy đang bế tắc, thầy bế tắc. Ủa cái gì nữa vậy? Tôi tối rồi. Minh Tôn, người tôi khổ à. À, tướng ca. À, Tài Kha. Không nhớ tôi sao? Tài Kha. Ngày xưa tôi đã đi làm cho Tài Kha, bây giờ tôi làm cho Tài Kha. Ôi Tài Kha. Cái gì? Sao không đại ca vậy? Cái gì? Ông chỉ giỡn hoài. Đây là thuộc hạ của ngài, ngài chưa không nhận ra sao? Ta không nhận ra. Cách ăn mặc này hình như không phải ở nơi ta, mà ở trên một sa mạc. Ủa vậy là con gì? Con thằng lằn hả? Không, con đã nhận ra rồi, đây là một cái loại người chỉ có mông với cổ thôi. À, chàng ơi, còn cái người mặc áo màu xanh kia là ai mà nhìn dị dạng vậy chàng? Dạ. Nhìn giống như người dơi hay là một cái động vật gì đó rất là quý hiếm. Ở dưới biển có con nọ con kia, nàng không thấy con cá mặt quỷ sao? À. Cảm ơn ngài quá khen. Nếu là ta là cá mập quỷ thì ta là con cá mập quỷ đẹp nhất ở dưới đây rồi. Không, giống cá mặt sệ. Cái gì mặt sệ? Thôi, vào việc đi. Dạ thưa ngài, có phải ngài là Sơn Tinh không? Phải. Tôi xin giới thiệu, tôi là thầy dạy học cho hai người con của thầy. À, thì ra ông không phải là thầy giáo của hai đứa con tôi à? Ủa phải không? Hồi sát bằng tay vừa hỏi hoài. Ta là vua của nhà đại ca của nhà ngươi đó. Vua đại ca là gì? Ta là đại ca của nhà ngươi đó. Tại sao đòi tát ta? Cái gì? Ta phải tát ngươi được. Trời. Đúng rồi. Cái tát rất là đàn ông ha. Yeah. Bởi vậy tác như vậy, bởi vậy nuôi trai là phải rồi. Hèn gì tiểu muội của ta suốt ngày cứ mơ mộng hảo quyền mà thôi. Ngài thông cảm. Bởi vì Thủy Tinh sau khi đã mất người yêu rồi, xuống đây ở một mình, cho nên ngày đêm cứ tơ tưởng chuyện tình xưa, cho nên tánh tình không còn được như xưa. Thế là biết rồi. Vậy mà ta cứ tưởng là Thủy Tinh đổi hệ rồi chứ. Dạ. Mẹ. Sao cha cứ nhức đầu con quay vậy? Cha gửi lầm thầy. Đọc lá thư đi. Dạ thưa. Đọc lá thư đi. Dạ thơ đây, từ từ. Dạ thưa. Thơ thưa ngài. Cái chuyện gì cũng phải từ từ. Ở dưới nước nói chuyện nhiều quá, lẹ quá nó sẽ bị ngộp nước chết. Dạ. À, xin báo cáo với ngài là cái tình hình học hành của hai em đây. Sơn Thùng thì do ngài này dạy, tôi không có biết. Nhưng riêng em Mộng Mị này,
em học hành thì không hơi sao lãng. Bây giờ tôi nói đâu có sai đâu, đâu phải đâm ăn. Dạ. Và có một bữa nọ tôi lại bắt gặp bức thư này. Xin ngài đọc thì sẽ rõ. Ai là thầy hiệu phó? Dạ thưa đây. Gửi thầy hiệu phó. Thầy ơi, em thương thầm thầy từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy thầy giảng bài, cái cục dê chó ấy cứ làm em xao xuyến. Em viết thư này để tỏ tình. Cái cục dê chó rồi tới cái gì vậy ông? Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Mong mỹ. Con hết người sao mà con tỏ tình với người đàn ông của con dê chó vậy con? Chữ này có phải chữ của con không? Dạ, theo con xác nhận thì chữ này là của thầy hiệu trưởng. Hả? Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông hiệu trưởng. Của nó, không phải của tôi. Thôi nhận đi. Nhận không đi. Của tôi. Nhận đi rồi ta dắt đi qua Thái Lan. Qua bển làm gì bắn ra ba té nước hả? Trời ơi, bê chữ này quá. Không phải chữ của con ta. Cái gì là? Ở dưới thủy cung này, ông muốn kiểm tra ai thì ông kiểm tra. Chữ này không phải của con ta. Nếu mà không phải là của con gái ông thì chắc chắn là của con trai ông. Hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái này là của thầy hiệu trưởng. Tại vì con học thầy lâu lắm rồi, con biết cái nét chữ của thầy. Của con trai ông. Con trai ông mặc đồ kìa. Muốn cái mặc đồ kia vậy là muốn rù quến ông thiệu hiệu phó nè. Đúng không? Làm chắc, gì ở gồng hả? Chắc quăng cục đá nữa quá. Biết tao có thể dời non. Dời non lấp bể không? Hả? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Chà, chàng không biết giới tính còn rõ ràng từ đó tới giờ rồi đó. Tội nghiệp cho muội. Ôi, cả một cái cung dụng lớn như vậy mà không tìm ra hung thủ. Ui, thật là buồn thảm quá đi. Vậy hay là của, cái này là của ai? Ui, ta làm sao biết được. Dạ, ôi, ngài là chủ nhân ở đây. Ngài là chúa tể ở đây thì ngài phải xét à. À, là ta nói gì cũng được đúng không? Ui, dạ. Thật là buồn thảm. Ui. Ta đi đây phải không? Không, ta vẫn đi vòng vòng thôi. Cái trò mà ta hay đi đây ta rành lắm. Là bây giờ là của ai? Không chừng thôi, đây, theo như ta phán xét thì đây chính là bức thư của con gái của ông ghi cho thầy hiệu phó. Không sai vào đâu được. Phiền thầy hiệu phó cho tôi mượn kỳ viết được không? Kỳ viết à? Tôi muốn kiểm tra coi thử. Được. Nét chữ có phải con tôi không? Mày ông Mỹ, mà ông Mỹ. Mà ông Mỹ, con rảnh quá, con ở không quá. Để ở đây, người ta là thầy, ắt hẳn người ta có viết, con có cần đi lấy hay không? Dạ. Phiền thầy cho tôi mượn cây viết được không? Để tao qua phép lấy cây viết. Cuộc sống thật là nhiễu nhương, hãy mau kết thúc đi, không còn thời gian đâu. Người tránh ra, viết đâu? Đây, pháp thuật đã tới rồi. Pháp thuật quay đi lùi. Mong mi. Dạ. Con hãy viết vài chữ cho cha coi. Ghê vô cái tấm thớt của anh con nó viết đi. Dạ. Vài chữ thôi. Viết cái gì cái nét là được rồi. Dạ. Vài chữ thôi con. Đây. Phiền các ông hãy coi nét chữ có giống hay không. Ừ. Quá thật. Quả thực là có nét hơi khác đó. Như vậy là bức thơ này của ai viết đây? Mời thầy hiệu trưởng. Ông viết vài chữ tôi xem. Nếu ông quệt quạt cho ra chữ là cái này tôi khẳng định của ông. Nếu ông nắn nót cho chữ đẹp, tôi khẳng định cái này là của ông. Cho nên ông đừng viết, ông nói là của ông cho rồi. Ông ừ đi, đúng không? Đúng rồi. Thầy hiệu phó. Trời ơi. Thầy hiệu trưởng, tại sao thầy là dám làm cái chuyện mà vu oan cho học trò của ta vậy? Hả? Thầy hiệu trưởng, thầy có ghét phụ huynh á, thì thầy cứ chửi thẳng phụ huynh. Tại sao vu oan cho học sinh như vậy? Tôi biết thầy thù hận tôi. Tôi biết thầy thù hận phụ huynh.
Nhưng mà từ từ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ thầy hiệu trưởng phải giải quyết chuyện này cho lẹ, thời gian đã hết rồi. Thôi được rồi, không dạy cái môn gì. Ngày hôm nay ta xuống đây vô tình lại gặp lại người quen, nhưng ta đã tin tưởng gửi con cho các ông. Ta mong rằng các ông hãy dạy dỗ con cái của ta cho nên người. Thù hận xưa của chúng ta từ nay quá giải. Ta còn nhiều chuyện để làm. Tạm biệt các ông. Cảm ơn các ông đã quan tâm tới con gái của ta. Trời ơi, rất là hay, rất là hay. Trời ơi, anh ơi, hẹn tôi ra đây làm chi vậy? Tôi đang làm bỏ phân cho mấy cái gốc cây mà. Đi chú ngồi lên đây đi. Trời, em sợ em lo cho anh. Làm gì lo? Em nghe chị đánh anh em chạy đây liền nè. Bỏ chị đi. Bữa nay em đại diện cho là mấy anh em trong xóm của mình tới đây nè, khuyên anh bỏ vợ. Tôi nói cho chú nghe, mỗi nhà mỗi cảnh. Bây giờ tôi nói tôi là không có bị vợ đánh. Mắc mới gì sao cứ ép tôi vậy? Cứ thấy bầm cái kêu vợ đánh, thấy bầm cái kêu vợ đánh. Nhưng mà em nói đây á là tại vì bà đánh anh nhiều quá. Ngày nào cũng đánh 5-6 lần hết, làm sao em chịu nổi. Anh coi kìa, đánh như vậy kìa, chịu nổi không? Ngày xưa anh 60 mấy ký, đánh giờ còn 50 mấy ký à. Bây giờ ốm á, nó đỡ tiểu đường nè, nó đỡ huyết áp nè, nó đỡ đủ thứ á. Mắc cái chứng gì không ốm? Trời ơi, đánh này là lấy guốc đập lên nè anh ơi, lấy guốc đập lên nè phải không? Cái guốc tầm bậy rồi. Guốc vợ tôi mang là guốc nhọn có một cây vậy thôi. Đánh ở đâu mà nó tè ra mươi như cái bông thọ vậy mà đánh ra đâu mà tầm bảy. Vì vợ tôi mà đánh tôi vẫn chơi hoài, đàn ông trong nhà. Anh hiểu không? Anh ơi, bây giờ ai nói gì nói. Nhưng mà riêng em á, em thấy anh bị đánh vậy á, em đau lắm. Đau trong này nè, Linh. Chú đau trong tim hả? Dạ. Đừng nói chú yêu tôi nha. Anh quên bỏ rồi sao? Bỏ đi nha, bỏ cái đó đi. Anh quên rồi sao Linh? Ngày xưa xe anh dòng và dòng ngoài em, chúng ta như hai chị em. Anh quên rồi sao? Chiều nào ai anh em mình cũng đạp xe vòng vòng ngoài Thủ Đức. Có bộ đạp xe đi là yêu hả? Từ đó mới có khu công nghiệp Linh Chung. Cái khu công nghiệp đó người ta đặt tên mắc chứng ôn gì tới mình. Tên hai đứa mình đạp qua đạp lại hoài. Tên nhớ tên ta đặt cái cổ luôn. Trời ơi, tôi không biết cái khu công nghiệp đó nó rảnh không mà nó đi lựa cái tên hai cái thằng Hà Bá. Chú cứ yên tâm đi, cuộc sống của tôi rất là vui. Nhiều khi nếu mà tôi có vợ, bị vợ tôi đánh, tôi ví dụ thôi, nếu tôi có bị vợ tôi đánh đi nữa cũng là cái thú đau thương của tôi. Mình thương vợ mình chấp nhận thôi, nhưng mà huống hồ gì cái chuyện này là không có bị đánh, không có bị đánh. Bây giờ không biết nói như thế nào nó đây là đi học về. Em vô nha. Ồ, ba mới học về. Rồi chào chú Trung mới học về. Con anh hả? Dạ. Còn tôi với ai? Trời ơi, chú là chú nữa mà qua chú đây qua biết. Đây dạ. Dạ hoài, dạ nhà luôn, dạ hoài gì? Dạ, chú kêu con gì, con mới học về. À, khỏe hả? Ủa ba, cái cú đá 360 của má vô mặt ba giờ chưa tan máu mộng luôn hả? Thấy chưa, anh thấy chưa? Dạ. Con anh nó bán đứng anh luôn, thấy chưa? Có gì đâu. Vợ anh đánh lên đổ đàn. Bậy rồi, thì nó gì thấy vậy? Là đúng. Đúng rồi. Tôi lúc nào cũng biểu vợ tôi học võ đi. Bây giờ ở ngoài đường á, nó nhiều cái phức tạp nó xảy ra, phải nên học võ. Thì khi tôi chỉ cho bà cái đòn đó đó là bà đá vô đây, còn cái này là bà dấp té chứ. À, còn cái này là nó qua rồi, nó hết rồi. Vậy hả ba? Dạ. Bây giờ nè con nè, con thấy rõ ràng nè, ở nhà má con đánh ba con kìa, mà con để không không thì con không nói lên cái gì hết. Nhà đánh hoài hai trai, má con với ba con vợt võ hoài. Vợt võ mà, quýnh võ. Hai người vợt võ nhau dữ lắm. Chú chưa thấy đâu, nhiều cái cú kinh khủng lắm. Quánh như ngày này, ví dụ như chú là bà đi. Ờ, chú quánh đi rồi. Ra đây, cho mượn mày làm. Ra đây nha. Dạ, dạ. Mày đứng đây đi. Đây, đứng đây. Để làm trọng tài. Thôi, thường thường ba má vợt là đứng làm trọng tài. Làm trọng tài không đó. Giữ nè, đó là giữ rồi nè. Chú là tôi đi nha. Dạ. Chú có tưởng tượng là bà đánh nè. Dạ, đánh hả?
Đó, hay quá. Đó, mà đánh chưa trúng, bây giờ bắt đầu phải đánh trúng. Đó, bây giờ chú muốn nghiên cứu về cái vấn đề học võ thuật của vợ tôi nào. Dạ, nếu dạ. Mà nghiên cứu thì tôi quốc thiệt à. Dạ, dạ, không, không, được rồi. À, dạ, 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 dạ. Bà má giận võ dữ lắm. Không phải nào cũng làm trọng tài hết. Biết rồi, biết rồi. Ơ, má về, má về. Lên má về. Anh đi đâu vậy? Đó, thấy không? Rồi sao ở vậy nhà? Vợ chồng ta vậy đó. Nước, việc nhà rồi, trong nhà rồi không làm. Đi đâu ra ngoài đây cà kê với ngỗng chi vậy? Chú Trung nó hẹn tôi có chuyện à. Rồi tôi nghe, tôi tưởng đâu là ra coi phân bón gì này nọ ở trên ấy rồi sao? Ờ, à, vậy hả? Thì chơi gì chơi, nói chung là em trong nhà thì biết anh là rảnh rỗi thì có phải có bạn bè đùm tấm, nhưng mà làm gì làm, nói về là mấy cái việc nhà nhà tôi dặn nhớ rồi chưa, thì về làm chứ phải làm, không làm lấy gì ăn. Mà anh nói em nghe mà, nè, em đi đây. Làm chi nắng non vậy hả em? Trời ơi thì nắng nắng chứ mẹ. Thì cứ nhắn là anh về, anh đi có chút trời xíu là anh về với em liền. À, nhớ gì chưa? Anh đi bỏ phân cho về anh có làm về là về nhớ về hả chưa? Đau, chỗ này còn đau. Ủa còn đau anh hả? Anh bị dắt té, chỗ này còn đau. Chị thôi làm chỗ này cho nó cân luôn ấy. Hồi tối qua con làm chứng là hôm qua là ba đi dắp té vô cái đùi gối của má nè. Dắp té đang đi với má. Đêm qua ông chồng tôi đó, tôi đang ngồi coi tivi vậy đó, tôi đang để cái đầu gối vậy đó, ông băng ngang qua dắp cái nguyên con mắt, ông đập vô cái đầu gối. Nhưng mà con mắt là bị bên này, cái này là dắp cái gốc cây ở ngoài vườn. À, nói như vậy nó đúng hơn. Cái mắt ông bị mờ. Em nói Linh nghe, Linh ơi. Anh ơi, hôm nay em đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Đừng nói đời đứa con nha má. Thấy rồi. Mà hôm nay em đến đây là để khuyên anh bỏ người vợ ấm trì. Bỏ bà đi. Trời ơi, cái gì vậy? Cứ hiểu lầm là bà quánh tôi. Tôi làm gì không quánh đâu. Bây giờ nè, tôi tập võ cho bà. Bây giờ đó, bà đứng lên bà chứng minh cho nè. Thấy đi. Đó, nó đó. Tôi nói cho chú nghe. Dạ. Cái câu chuyện mà của gia đình tôi thì sớm làng này ai cũng đồn là tôi là vũ phu với chồng, là tôi đánh chồng á. À, rồi là vũ gì không? Người đúng ta rồi, vũ đàn ông là vũ, còn má là con nữ, má là gái là vũ thê. Vũ thê, vũ nữ. Đó, vũ nữ. Con trai là vũ hưu, con gái là vũ nữ. Vũ thê. Rồi đánh mà tôi có bây giờ tôi đánh chồng tôi đâu. Chồng tôi thương dữ lắm nè. Tôi nựng nè, không ngày nào tôi ngon tôi nựng ăn. Thôi à, bỏ. Thấy không nựng, thấy không nựng. Rõ ràng, thấy không, thấy không, rõ ràng nè, đánh nè. Nựng, ta nựng yếu mà làm gì mà. Nựng mà đôi khi nựng quá rồi, rồi đồi núi đá rồi này nọ nó đập vô. Nựng mà cưng quá. Yêu nhau vậy đó. Yêu nhau thấy không, đó không. Đó, rồi làm sao u hai cục hai bên như Nata nè. Mà anh chịu đựng được hay được? Không, chịu đựng được chứ. Đó là thú đau thương mà chứ. Nhưng mà nhiều khi ba thương tôi quá, ba hung không phải như người bình thường. Ba hung xong cái, ba lấy cái răng ba cắn vô, xong ấy lên một cái vết bầm. Rồi đi ra đường, ai cũng nói, ba đánh tôi. Đâu có, cái đó là người ta yêu quá. Chú, yêu quá chú này thấy vậy xíu chú. Chú qua chú cứ suối ba con bỏ má con hoài, qua suối bỏ má hoài, bộ chú có ý đồ má con tính vớt má con hay sao vậy? Con nghi như chú rồi đó. Bảy bây giờ thằng Đạt nó nói tôi nói để ý nè. Suối bỏ vợ hoài. Bây giờ sao? Ý của bà là sao? Tại sao cứ suối tôi bỏ vợ hoài vậy? Thì bây giờ tôi thấy anh bị đánh hoài tôi phải kêu bỏ chứ sao vậy? Tôi có cái bệnh cụ thể đâu. Tôi có cái bệnh lạ lắm. Tức là vợ khi vợ tôi âu yếm tôi hay la lắm. What the world? What the world? Mà sao ngày nào lúc nào tôi thấy anh la cho vậy? Lúc nào thấy anh la hết? Thì tại vì mà lúc nào cũng được vợ tôi âu yếm. Tôi hung ổng cả ngàn là ổng cứ đau quá bồi, đau quá bồi, đau quá bồi. Mà đó là đang hung. Sao? Chúng ta nghĩ giờ tôi đi phá gia đình người ta rồi. Ân nhân. Ân nhân ba. Ơi, ân nhân. Xong chưa? Ân nhân. Xong chưa? Mập lắm. Ly dị chưa? Ly quá không gì ly dị. Tao nhờ mày cái chừng nói chuyện mày làm xong mà. Nói giờ không? Cái không, gì? Nói lại gì vậy? Anh nhờ là nhờ cái gì anh Chính? Tao ba mày với anh hồi nào. Hả? Cái gì? Không chơi đi. Ủa ông nội mày đó hả? Ông nội con à. Trời ơi, bữa nay
Bữa nay đội mũ còn tưởng là ông chính không à. Mắt con bây giờ nó cũng mờ mờ rồi. Hai đứa vừa hay ly dị chưa? Tại cái gì vậy chú? Có chuyện nhưng mày quánh nó suốt rồi mày thấy nó ốm nhom nhách mày không ly dị mày để chi nữa. Ốm do cái cơ địa người ổng chứ con làm gì ông ốm. Ba ơi chứ ngày xưa má có đánh ba không, tới giờ ba cũng đâu có mập. Thì đó đầu xưa tao bị cho nên giờ tao thấy tao sót cho mày. Không có gì đâu ba. Vợ chồng con yêu thương nhau lắm mà. Con yêu thương nhau. Đây nè, thằng này chưa có vợ nè, dạ. Cũng ốm nhom nè. Thằng kia không có mập đâu. Vậy là mày không làm được gì hết đã. Ông làm đi. Ông nội là ông nội sao ông nội chung bằng với chú Trung hả? Bằng cái gì? Ta thấy con vợ mày nó quánh mày hoài, ta thấy tội. Ta mới nhờ nó qua đây nó chuối ly dị. Mà nó có chuối được đâu. Ông nội đi đâu vậy? Ông nội đâu được. Trời ơi trời. Không chú được. Chú đừng có lôi kéo ba tôi vậy. Ông muốn đi nghỉ cứ cho ông nghỉ đi. Ừ. Ở bên này nè ba. Phòng ba bên này. Nhà bên này. Lẫn lắm rồi ba. Thì ra là chú nghe lời ba tôi. Đi. Bạn. Bạn khỏe hả bạn? Ê, ân nhân. Bạn làm gì bạn? Bạn Đạt, con là học chung với trường với bạn Đạt. Bạn Đạt thì ở trong trường á bạo lực lắm, cái gặp con là quánh con à. Đau bỏ đi, bị vậy bạn, bị vậy trời ơi bầm hết trơn vậy đó hả? Trời ơi sao Đạt con quánh gì mà con quánh bạn dữ vậy Đạt? Cái thằng này nó to như con trâu á mà con mình làm sao quánh nó được. Má trong lớp là con thương bạn này nhất chứ không phải ghét bỏ gì hết. Má nhìn đi, có học sinh nào mà mặc giống như bạn không? Mặt mà hả già há bạn á là nổi tiếng trong trường, là lưu quang có đào tạo luôn á. Con với bạn là đôi bạn cùng tiếng trong lớp võ thuật. Bà học võ thuật yêu lắm, bà học yêu lắm. Con dắt con học của má đó. Con ở nhà á mấy thấy võ má chỉ cho con đó, con dắt bạn chỉ bạn quánh hoài mà bạn quánh không được. Chỉ bạn á, bạn nói xào hết. Bạn Tài chưa? Mình thương bạn nhất là bạn Tài. Mình thương bạn Tài. Để con nói. Hôm qua đó tới cái tiết mỹ thuật, cô giáo kêu vẽ hình mẹ của mỗi học trò. Bạn Đạt vẽ cái hình mặt con sư tử. Con thấy vậy con mới hỏi, ủa sao bạn vẽ mặt con sư tử? Bà Đạt nói cái này là vẽ hình mẹ của bạn Đạt. Cái gì? Trời sao con vẽ mẹ vậy con? Nói mày dám vẽ mẹ mày là con sư tử hả? Dạ. Có ghi ở dưới là Hà Đông không? Dạ, chồng lên rồi. Phải ghi là sư tử Hà Đông. Làm mới đúng không ba? Mới đúng. Trời hèn gì ghi... bài yếu. Ngoài đây. Ngoài đây. Không dám kêu tôi là sư tử Hà Đông. Truyền là như vậy mà không kêu tôi là sư tử Hà Đông hả? Ở nhà cái xóm lẹ có ai mà tôi không? Tôi có bây giờ mà tôi đánh ông, tôi ăn hiếp ông không? Mà tại sao? Cái chiêu này bạn Đạt đánh con y chang vậy luôn á. Bây giờ gia đình bạo lực thấy không? Không phải, cái này là tôi chỉ vợ tôi, khi người ta chống cự là phải làm như vậy, bà quen thói thôi. Không có đâu chú. Chứ bạn còn bạn... nói về sư tử Hà Đông á, ghi như vậy á là bà có giá. Bây giờ Hà Đông bây giờ nó thành thành phố rồi, nó không còn một con sư tử nào. Bà là thuộc hàng quý hiếm. Ôi chú ơi, anh bạn mày ghê lắm. Bây giờ gia đình anh chị bạo lực nè, thấy không? Dạ. Để nó vô trường đánh bạn nè. Bạn Tài, mình thương bạn nhất. Thương bạn. Cái gì? Đừng có đánh. Mình trong lớp bạn cứ học môn nào cũng yếu hết. Mình là mình giỏi môn võ thuật, mình sợ bạn rớt môn đó, mình mới dắt bạn riêng ra để mình vợt võ thuật. Thôi bây giờ bạn. Tôi nói chú Trung nghe này nè. Cái lỗi của con tôi mà đánh Tài á, là tôi sẽ về tôi răn dạy nó. Bởi vì á, cũng không tránh khỏi những cái xô xát ở trong trường. Nhưng mà mình nói cho nhau nghe là được rồi. Còn cái chuyện của chú á, đừng có nghe lời cha của tôi. Thôi giờ để tôi vô tôi giải quyết nè. Giờ chuyện nhà ai thì người đấy đi. Không đi, không đi. Ông á, cái tật à, tôi á là tôi nhịn ông á. Cái khách khứa vô là ông nói quá trời quá đất, ông cho vợ ông nói gì hết trơn à. Giờ chuyện của gia đình tôi á, gia đình tôi sống nào là chuyện của tôi. À, ổng là ông chịu đựng được tôi là chuyện của ổng. Còn cái chuyện của anh á là anh đi ra khỏi nhà tôi nha. Chứ anh đừng có vô đây anh kiếm chuyện cho vợ chồng tôi ly dị như vậy à. Không có được không hả chưa? Con nghĩ chú về đi. Cái nhà này là kỳ cục lắm. Bạn Đạt này đánh con là nói là cái này là cái thuyết sư tử vồ mồi mà bạn Đạt học từ mẹ của bạn Đạt.
đánh ba của bằng nạt mỗi ngày đó. Vậy là đừng... bây giờ bỏ tay đúng không? Bây giờ bây giờ bỏ tay đúng không? Bây giờ, mà nó không có tiếp khách nữa. Giờ má dạy võ cho cả nhà nha. Dạy võ nè. Thôi thôi. Đúng rồi. Học võ gì vậy? Học võ là đánh. Đánh đi.